Chương 1640. Đợi đã, hắn tìm viện trợ từ bên ngoài. Người trong phòng ngẩn ra. Tên vừa đến đi lên đạp một tên trong đó, mẹ kiếp tạo bảo mày đi tìm A Cửu, mày cút đến đây nói chuyện đúng không? Tên thuộc hạ kia bị đạp một cái lảo đảo. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên cũng bị hành động của hắn làm bừng tỉnh, trong nháy mắt cô đã phản ứng lại. Cô còn chưa kịp mặc cái áo khoác kia lên, chỉ có thể tránh ra sau lưng tên cướp biển bên cạnh nhiếp nhiên theo tên cướp biển đó tới đây chủ yếu là vì gặp cửu miêu sau đó sẽ quyết định là giữ cô ta lại hay diệt khẩu vừa rồi tên kia đột nhiên xông vào làm kế hoạch ẩn nấp bị lộ nên mới không thể không lấy thân phận diệp nhiễm ra xuất hiện trước mặt cửu miêu vốn dĩ đã lừa được rồi nhưng không ngờ lại có người đi vào hơn nữa còn nhiều người như vậy lần này cô thật sự bị kéo vào rồi nhiếp nhiên nấp ở phía sau tên cướp biển kia khẽ cau mày lại mà sau đó cửu miêu cũng theo bản năng chắn trước mặt cô. Vốn dĩ cô ta âm thầm thả người vào cũng đã phạm vào đại kỵ rồi, lúc này còn là người mặc quân trang, đúng là nhảy vào biển cũng không rửa sạch được tội. Vì tự vệ, cô ta không thể không giấu nhiếp nhiên đi. Tên thuộc hạ bị đạp ngã xuống đất bất lực nói, lão đại, không phải là em vừa mới tìm được anh cửu sao? Hắn ta chật vật bò từ dưới đất dậy, nói, là do anh cửu chạy đến nơi hẻo lánh thế này đấy chứ em cũng tìm rất lâu mới tìm được anh ấy trong lời nói của tên thuộc hạ kia mang theo sự oan ức gã đàn ông hung dữ nói ý của mày là tạo không đúng phải không tao đạp sai mày phải không nói rồi hắn lại muốn tiến lên tát cho tên kia một cái tên thuộc hạ kia bị dọa vội vàng dùng tay che mặt mình ra sức lắc đầu không 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 gã đàn ông kia hừ lạnh một tiếng mày tưởng là tạo sẽ bỏ qua cho nó à Nói rồi, hắn quay phát lại túm lấy cổ áo cửu miêu, trong mắt phừng phừng lửa giận. Rõ ràng tao bảo mày ở phía sau phòng họp đợi lệnh, tại sao lại chạy đến chỗ này? Có phải mày muốn chạy trốn không? Hình như cửu miêu đã sớm quen với sự phẫn nộ của gã đàn ông kia, cô ta lạnh lùng trả lời, không? Gã đàn ông kia không tin, không? Vậy mày chạy đến đây làm gì? Hắn dùng sức đẩy cửu miêu về phía sau, cô ta mất thăng bằng lui lại mấy bước vì thể liên lụy đến tên thuộc hạ sau lưng cửu miêu thấy nhiếp nhiên sắp bị lộ lập tức cố gắng đứng vững lại lúc này trọng tâm của cô ta đều đặt lên chuyện liệu nhiếp nhiên có bị bại lộ không nên nói chuyện cũng hơi đứt quãng tôi nhưng hành động này ở trong mắt gã đàn ông kia lại thành rột giả hắn càng tức giận hơn quát lớn với cô ta tôi cái gì nói đi lúc này tên thuộc hạ sau lưng kia lào đảo hai bước đến gần lão đại gã kia thấy kỳ quái bèn đè nén lừa giận nhẹ giọng hỏi mày đến gần như vậy có phải cũng muốn ăn đòn không Tên kia thấy lão đại nhà mình dịu dàng thế này thì sợ hãi đến phát run, lắc đầu như chống bỏi, không, không phải vậy. Hắn vừa mới dứt lời, gã đàn ông kia đã lập tức biến sắc lớn tiếng quát lên. Không phải thì cút ra xa cho tao. Tiếp đó gã đàn ông dùng cái tay cầm súng đẩy tên kia ra. Tên kia vốn muốn chắn cho nhiếp nhiên, bây giờ bị đẩy một cái, nhiếp nhiên theo bản năng tránh sang bên cạnh kết quả. Đương nhiên không cần nói cũng biết, cô giống như quỷ xuất hiện dưới ánh lửa. Lúc gã đàn ông kia nhìn thấy cô, lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt ngay cả cái tay túm cổ áo cửu miêu cũng nới lỏng ra. Nữ, nữ binh, ba tên cướp biển mà gã đàn ông đó dẫn tới đây đồng loạt sơ cao cây đuốc chĩa về phía nhiếp nhiên. Cô hối hận quá, đáng lẽ vừa nãy mình không nên tránh ra. Lần này thì hay rồi, bị bại lộ rồi. Thời gian giống như bị kéo dài vô tận vào giây phút đó. Nhiếp nhiên nhìn gã đàn ông đứng đối diện. Lúc trước cô luôn nấp ở trong bóng tối nên không nhìn kỹ gã đàn ông trước mặt này. Bây giờ mặt đối mặt cuối cùng cô cũng thấy rõ tên lão đại đã được Hoắc Hoành nâng đỡ lên. Thế mà lại là Hồ Tứ, tên thuộc hạ luôn đi sau lưng phó lão đại. Điều này làm cho Nhiếp Nhiên thoáng kinh ngạc, bởi vì tên Hồ Tứ trước mắt này không phải là người có năng lực xuất chúng, chỉ là một con chó đã từng ở bên cạnh phó lão đại mà thôi. Tại sao Hoắc Hoành phải nâng đỡ loại người không có năng lực này lên? là để dễ khống chế à nhiếp nhiên không dám nghĩ sâu vấn đề này cô sợ không đủ thời gian bây giờ chuyện cô phải suy nghĩ không phải là tại sao hoác hoành muốn nâng đỡ hồ tứ mà là bây giờ cô giết sạch bọn chúng hay là đợi xem diễn biến tiếp theo nếu như bây giờ ra tay cô có thể nắm chắc trăm phần trăm giải quyết được người trong phòng này mà đợi thêm thì mỗi phút mỗi giây đều sẽ đưa cô vào trong nguy hiểm thật ra thì kết quả đã sớm thấy ngay rồi nhưng sở dĩ cô do dự không quyết định như vậy là vì vừa rồi gã đàn ông này nói một câu, rõ ràng tao bảo mày ở phía sau phòng họp đợi lệnh tại sao mày lại chạy đến đây. Có phải là muốn chạy trốn không? Muốn chạy trốn? Với tính cách của cửu miêu chắc sẽ không giống kẻ đào ngũ, năng lực của cô ta gần như ngang ngửa với Lý Kiêu, huống hồ hồi đó lúc cùng mình tấn công đội thủy quân lục chiến, cô ta cũng không trốn đi. Và lại cô ta đã gọi tiếp viện tới rồi, sao có thể muốn trốn được? Nhưng nếu như không phải kẻ đào ngũ, vậy tại sao cô ta không làm theo lời hồ tứ? Nơi này đúng là rất hẻo lánh, hơn nữa cách hòn đảo phía sau cũng khá gần. Nếu như muốn chạy trốn thì đúng là một tuyến đường rất tốt. Vậy rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Vì câu trả lời này, nhiếp nhiên quyết định liều một ván, tạm thời ở lại đây. Tên hồ tứ đứng đối diện lúc này cũng hoàn hồn lại, đổi thành vẻ mặt mừng rỡ. Chúng, chúng mày thế mà lại bắt được một nữ binh à? ha ha tốt quá rồi tốt quá rồi con nữ binh này làm con tin chắc chắn bọn chúng không dám tấn công nữa hắn lập tức nghĩ đến trước đây phó lão đại và cô diệp giam giữ sự đoàn trưởng gì đó kia những binh lính đó lập tức rút lui ra khỏi đảo không dám tự tiện hành động nữa vì vậy hắn tiến lên túm lấy cổ áo nhiếp Nhiên, sau đó nói, ha ha, mau, mau đi đến phía trước nói với đám binh lính kia là ông đây bắt được một nữ binh, nếu bạn chúng không muốn cô ta chết thì tức lập rời khỏi đảo cho tao. Nhiếp Nhiên chưa bao giờ bị túm cổ áo như vậy, nếu như là trước kia chỉ sợ tay hồ. Tứ ừ, đã sớm bị chặt đứt rồi, chỉ có điều lúc này Nhiếp Nhiên vẫn không nhúc nhích. So với sự ổn định của Nhiếp Nhiên, cửu Miêu lại hơi nóng này, cô ta không phải. Cô ta còn chưa nói xong hồ tứ đã ngắt lời mau đi ngay bảo bọn chúng lập tức ngừng bắn cho tao cửu miêu thấy tên thuộc hạ kia sắp chạy ra ngoài lập tức nói với hồ tứ cô ta không phải nữ binh hình như nhiếp nhiên đã sớm dự liệu được cửu miêu sẽ ra tay tương trợ bây giờ đám cướp biển đang ở thế bất lợi cần người tới hỗ trợ sự xuất hiện của mình vừa vặn là một liều thuốc trợ tim sao cô ta có thể bỏ qua cho mình được hơn nữa bây giờ mình xuất hiện cô ta sẽ không bị người khác chú ý nữa sau đó có lẽ có thể là một số chuyện không muốn ai biết nhiếp nhiên nhìn cô ta yên lặng chờ xem tiếp theo cô ta nói thế nào nói bộ mặt thật của mình ra à nhưng mặt mình không phải là mặt của cô diệp mà hồ tứ chưa từng gặp cô diệp thật cô ta phải làm thế nào nói mình là viện trợ từ bên ngoài nhiếp nhiên rất muốn nhìn dáng vẻ bất lực của cô ta khóe miệng cô khẽ cong lên nếu như cô ta dám nói như vậy thật chỉ sợ hồ tứ sẽ không bỏ qua cho cô ta lúc cô đang yên lặng chờ đợi, đột nhiên, đợi đã, viện trợ từ bên ngoài. Cô ta lén tìm viện trợ từ bên ngoài. Sơ hở này khiến nhấp nhiên chấn động. Cô nghĩ đến nhóm người ở hòn đảo phía sau. Chương 1641 Rốt của cô ta là AI. Chẳng lẽ đám người kia không phải là người của Hoắc Khải Lãng mà là tiếp viện cửu miêu gọi tới suy nghĩ này lóe lên trong đầu nhiếp nhiên khiến cô lập tức cau mày lại nghĩ như vậy không phải là không thể cửu miêu cũng biết con đường ở hòn đảo phía sau với năng lực của cô ta nhớ một con đường không phải là việc khó huống hồ hồi đó lúc cô cùng phó lão đại nghiên cứu đường đi cô ta cũng có mặt cô ta cũng nắm rõ tất cả hoàn cảnh bên trong đảo như mình nhiếp nhiên lại nhìn cửu miêu đang cau mày đứng đó nhưng sau đó cô lại thấy không chắc chắn cô ta không phải lão đại, Hoắc Hoành còn phái người của Hoắc Thị tới, cộng thêm vị trí hoàn cảnh địa lý đặc biệt ở nơi này. Theo lý mà nói nếu cô ta muốn truyền tin tức ra ngoài sẽ vô cùng khó khăn mới đúng. Trước khi chưa có chứng cứ chắc chắn. Nhiếp nhiên nhất thời không thể đưa ra phán đoán chính xác. Hoắc Khải Lãng, Cửu Miêu, những kẻ đó rốt cuộc là do ai đưa vào. Càng ngày càng nhiều câu đố khiến cô không có cách nào nhìn thấu cô gái trước mặt. Cô ta mặc quần áo cướp biển, đi một đôi giày ống, gầy nhom giống như mình, ánh lửa bị gió thổi bập bùng khiến ánh sáng trong phòng cũng đung đưa theo. Nửa gương mặt cửu miêu lúc ẩn trong bóng tối, lúc hiện ra trước mặt mọi người, khiến người ta càng cảm thấy quỷ dị. Người này, rốt cuộc là ai? Lúc nhiếp nhiên hoàn toàn rơi vào vấn đề này, lại nghe thấy tên hồ tứ túm cổ áo mình không buông nổi giận mắng, mẹ kiếp không phải nữ binh cái gì, tạo không mù, cô ta mặc đồ rằn di làm sao có thể không phải là nữ binh. Cửu miêu cao mày lại nhìn nhiếp nhiên một cái, sau khi xoắn suýt mấy giây, cô ta giống như quyết tâm gì đó, nói, đó là bởi vì cô ta sợ gặp phải đám binh lính kia. Nhiếp nhiên nghe đến đây, về cơ bản đã biết cửu miêu đã lựa chọn gì. Thả gánh cái hiểm nghi này chứ không muốn để lộ thân phận cửu miêu, như vậy có phải hoắc hoành cũng không biết thân phận thật của cô ta không? Quả nhiên, hồ tứ nghe thấy cửu miêu nói xong, kinh ngạc nhíu mày lại, cải trang. Vậy rốt cuộc cô gái này là ai? A à, Cửu, rốt cuộc mày đang dở trò quỷ gì? Cô ta là, Cửu Miêu muốn nói lại thôi. Người bên cạnh thấy sắc mặt Hồ Tứ khó coi như vậy, vì đề phòng lão đại nóng giận lập tức giải thích thật ra cũng không phải là chuyện lớn, cô ta là cứu viện anh Cửu mời tới. Anh ấy sợ anh không đồng ý nên lén tìm, kết quả lúc lên bờ bọn họ bị giết hết, chỉ còn lại một mình cô ta. Lén tìm tới? a à, cửu mày lại giấu tạo tìm tiếp viện mày ỉ vào sự tín nhiệm của tao mà muốn làm gì thì làm đúng không có tin bây giờ tao sẽ bắn chết mày không hồ tự tức giận giơ súng ra dí vào đầu cửu miêu nhiếp nhiên thấy hình như hồ tứ muốn nổ súng bắn chết cửu miêu thật vì những câu đố chưa được giải kia cô quyết định ra tay giải cứu cô ta hồ tứ trước kia sao tôi không phát hiện ra anh có bản lĩnh thế này nhỉ nhiếp nhiên tiến lên cầm lấy khẩu súng trong tay hồ tứ nghiêng đầu nhìn hắn Hồ Tứ bị cô gọi thẳng tên, hơn nữa còn bị lấy mất súng, lập tức nổi giận, mẹ kiếp mày là ai hả, có phải muốn chết không, dám gọi tạo như vậy. Nói rồi hắn lại định dí súng vào nhiếp nhiên, nhiếp nhiên để cho hắn túm cổ áo, nhưng đâu có dễ tha thứ cho hắn chĩa súng vào mình. Cô nhanh chóng móc ngón trỏ vào chỗ có súng, chặn đối phương bóp cò, sau đó xoay cổ tay một cái, khẩu súng kia đã rơi vào trong tay mình. Rồi cô lười biếng nói, thật là kỳ lạ trước kia tôi gọi cũng không ít nhưng sao không thấy anh giết tôi xem ra phó lão đại chết mọi thứ liền thay đổi thật hồi đó hồ tứ chỉ là một con chó bên cạnh phó lão đại mà thôi không phải người có chức có quyền hắn đã từng cúi đầu khom lưng dẫn đường cho mình đâu có nở mày nở mặt như bây giờ hồ tứ anh thế này phó lão đại trên trời linh thiêng có biết không nhắc tới ba chữ phó lão đại hồ tứ giật mình sắc mặt cũng thay đổi cô cô là ai Tại sao cô gái trước mặt này lại biết tên phó lão đại? Hơn nữa còn biết phó lão đại đã chết rồi. Nhiếp nhiên xoay khẩu súng trên đầu ngón tay một vòng, sau đó cầm chặt trong tay, nói anh đoán xem tôi là ai. Hồ tứ nhìn nụ cười trên khóe miệng nhiếp. Nhiên, còn cả dáng vẻ cầm súng diễu võ dương oai thì bùng nổ, mẹ kiếp, làm sao tao biết mày là ai? Mày còn không nói, tao sẽ bắn chết mày, mày có tin không hả? Hắn nói quá nhanh hoàn toàn nói mà không suy nghĩ gì nhiếp nhiên nhướng mày cười rồi nhìn bên eo hắn tuy cô không nói ra nhưng chỉ cần là người đều biết ý trong ánh mắt cô là gì mặt hồ tứ lập tức đỏ bừng tức giận rút súng của một tên bên cạnh ra lúc hắn đang đánh dĩa súng lại nghe nhiếp nhiên nói tôi là cô diệp câu này vừa nói ra sắc mặt người ở đây lập tức thay đổi đọc truyện tại web chuyên online com chương 1642. Cô Diệp còn sống, cô Diệp, không phải cô Diệp chết rồi sao? Đúng vậy, không phải cô Diệp đã rơi xuống biển chết rồi à? Chẳng lẽ linh hồn nhập xác, mấy gã ở đây đã sợ đến mức liên tục lui về phía sau? Một tên trong đó to gan lập tức nói lớn. Nửa đêm nửa hôm, mày đừng có nói linh tinh. Có phải là giả thần giả quỷ tới dọa người không? Trong lúc bọn chúng thảo luận ẩm ý, Hồ Tứ tức giận mắng, mẹ kiếp cô Diệp cái gì? mày nghĩ là tao chưa từng gặp cô diệp à con danh đừng giả thần giả quỷ ông đây không tin những thứ đó đâu nhiếp nhiên nhìn gương mặt dữ tợn của hắn nhưng không hề sợ hãi còn mỉm cười liếc hắn một cái không tin thì sao còn run như vậy hồ tứ thẹn quá hóa giận định giơ súng lên mày mày có tin tạo bắn chết mày không nhiếp nhiên cười khẽ một tiếng bắn chết tôi anh chắc chứ bắn chết tôi anh không sợ nhị thiếu gây khó dễ cho anh à phải biết nếu như không có nhị thiếu che chở, anh không ngồi lên được vị trí lão đại này đâu. Gây khó dễ cho tạo. Bây giờ đã thành như vậy rồi, chết hay sống còn không biết tạo còn sợ cái quái gì. Nhắc tới hoắc hoành, tâm trạng hồ tứ càng trở nên kích động hơn. Hơn nữa, tạo liên lạc với nhị thiếu lâu như thế, ngay cả một cuộc điện thoại anh ta cũng không nghe. Anh ta đã vứt bỏ chúng tao rồi. Đương nhiên nhiếp nhiên biết hoắc hoành sẽ không liên lạc với bọn chúng. Bây giờ anh đang bận lần theo dấu vết của kẻ đứng sau, đâu có rảnh mà quan tâm chuyện bên này. Và lại nơi này đã thành con cờ bỏ đi rồi. Anh còn liên lạc thì không phải để lại cái tóp trong tay đám người này à. Tuy không biết rốt cuộc anh bố trí thế nào, nhưng có thể để cho binh lính lên đảo tấn công, có lẽ anh đã có sách lược chu đáo rồi. Đừng nói mày không phải cô Diệp cho dù mày là cô Diệp. Tao cũng sẽ giết, Hồ Tứ chừng mắt nhìn cô, lúc định chĩa súng vào chán nhiếp nhiên thì nghe thấy nhiếp nhiên khoan thai nói một câu nhưng tôi tới rồi hồ tứ khựng lại ngẩn ra mày tôi tới rồi chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh thành ý của nhị thiếu à nhiếp nhiên cười hỏi nhưng mà cô cô thật sự là cô diệp à hồ tứ thoáng do dự hắn đã chính mắt nhìn thấy mặt diệp nhiễm vì thế hắn chỉ vào mặt cô nhưng mặt cô sau mặt cô nhiếp nhiên cười hỏi ngược lại anh nói xem hồ tứ ngẩn ra mấy giây rồi mới hoàn hồn lai còn chẳng phải vì không muốn người ta thấy mặt thật để bị bắt sao hắn lập tức quay sang chất vấn cửu miêu sao mày thông báo được cho cô diệp tại sao mày thông báo được cho cô diệp rồi lại không chịu nói cho tao biết mày có biết tao đợi tin tức của nhị thiếu lâu thế nào không hắn tưởng viện trợ bên ngoài cửu miêu tìm chính là người của nhị thiếu vì vậy vô cùng tức giận nhiếp nhiên nói anh ta không thông báo với tôi tôi tới đây đúng lúc mà thôi hồ tứ ngẩn ra không phải a cửu thông báo nhiếp nhiên gật đầu sau đó hỏi cửu miêu nhưng không phải anh tìm viện trợ từ bên ngoài rồi à người đâu cửu miêu không ngờ nhiếp nhiên lại lôi mình vào cô không hề dễ đối phó giống như hồ tứ đương nhiên cô ta phải vô cùng cẩn thận để ứng phó với cô cô ta lạnh lùng trả lời không biết tôi chỉ liên lạc một lần nhưng sau đó không có tin tức nữa nhiếp nhiên khẽ mỉm cười vậy sao anh mời ai tới thế cửu miêu dừng lại mấy giây mới nói không biết tôi chỉ gọi điện thoại cho một người quen cũ bảo anh ta giúp còn anh ta tìm ai tôi cũng không biết đúng là điển hình của người hỏi cái gì cũng không biết nhiếp nhiên thầm nghĩ lão đại không xong rồi không xong rồi đột nhiên một tên thuộc hạ vừa chạy từ phía xa tới vừa hô hoán đám binh lính kia đã lên bờ hết rồi chúng ta phải làm thế nào đây cái gì lên bờ hết rồi sao lại nhanh thế được mặt hồ tư tái mét hơn nữa có mấy chỗ đã bị đám binh lính kia khống chế rồi. Bọn chúng rất lợi hại, các anh em không phải đối thủ của bọn chúng." Tên thuộc hạ kia cuống cuồng nói. Trong lòng Nhiếp Nhiên đã rõ, chắc là người quân khu 9. Xem ra bọn họ đã khống chế xung quanh đảo chính được kha khá rồi. Chỉ cần người quân khu 9 dốc sức thì chắc sẽ không còn vấn đề gì. Nhiếp Nhiên đã có đối sách trong lòng, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Cô ra lệnh, "Hồ Tứ, nhân lúc bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn khống chế cả đảo chính, anh lập tức chia người ra bao vây tập kích bất ngờ đi. Nhiếp nhiên quả quyết ra lệnh như vậy khiến Hồ Tứ hỏi lại theo bản năng, chia ra tập kích bất ngờ. Liệu có phân tán hỏa lực quá không? Hắn đã ngầm thừa nhận cô là cô Diệp, hơn nữa bất giác đã giao quyền chủ đạo cho nhiếp nhiên. 2. Chương 1643 Nữ binh trong đám cướp biển dưới ánh lửa, vẻ mặt nhiếp nhiên lạnh lùng, cho dù anh tập trung toàn bộ hỏa lực trên đảo lại, đến lúc đám binh lính kia đảo tấn công. Mọi người cũng chỉ còn đường trốn. Lời nói của cô nghe như đang tính toán cho đám cướp biển. Nhưng trên thực tế, cô đang muốn phân tán toàn bộ hỏa lực của đám cướp biển này ra, vậy mới có thể dễ dàng bao vây diệt trừ hơn. Chúng ta không thể so sánh số lượng người với bọn chúng được, chúng ta chỉ có thể tập kích để tìm điểm đột phá thôi hồ tứ không nghĩ được cách nào hơn vậy chia bao nhiêu người đi tập kích nhiếp nhiên không trả lời hắn mà đi thẳng tới trước mặt hai gã thuộc hạ đối diện phân phó bọn chúng hai người một người đến hướng đông một người đến hướng tây đánh tạt sườn trái phải đội trưởng vụ muốn khống chế toàn bộ đảo chính bình thường sẽ bao vây từ bên ngoài vào trong hai tên này dẫn người đi thế nào cũng sẽ gặp bọn họ và bị tiêu diệt nhớ lấy nhất định phải đi vòng ra phía sau nếu bao vây ở khoảng cách gần thì sẽ rơi vào nguy hiểm ở trước mặt nhiếp nhiên hồ tứ đâu có còn dáng vẻ lão đại nào nữa đám người kia bị khí thế của cô trấn áp không tự chủ được gật đầu đáp một tiếng rõ bên trong phòng chỉ còn lại nhiếp nhiên cửu miêu cùng với hồ tứ hồ tứ hỏi vậy chúng ta thì sao đến phía trước xem sao sau đó mới quyết định nhiếp nhiên nói xong liền bước nhanh ra ngoài lúc này chắc người của đơn vị dự bị đã lên bờ hết rồi dưới sự dẫn dắt của hồ tứ nhiếp nhiên dễ dàng tiến vào trận địa phía trước sau đó cô phát hiện người của đơn vị dự bị gần như đã lên bờ hết rồi hơn nữa cô còn phát hiện ra rằng nhóm cướp biển có thể nói là tổn thất vô cùng nặng nề đội thủy quân lục chiến tiếp ứng cho đơn vị dự bị lên đảo đồng thời còn bắn chết rất nhiều cướp biển nhân lực của đám cướp biển giảm nhanh chóng khiến nhiếp nhiên thoáng thả lòng bây giờ cướp biển lại bị cô chia ra thành hai nhóm, số còn dư lại chưa đến 150 tên. Quân khu 2 cộng thêm đơn vị dự bị đã hơn 150 người rồi, càng đừng nói đến hai đội tinh anh là đội thủy quân lục chiến và quân khu 9. Nhiếp nhiên thấy hỏa lực phía trước không ngừng tấn công về bên này, mặc dù đám cướp biển rơi vào thế bất lợi, nhưng đơn vị dự bị vừa mới lên đảo. Ven đảo lại không có quá nhiều vật che chắn nên mãi mà không thể xông tới khiến hai bên không ngừng rằng co nhiếp nhiên quyết định rút lui khỏi nơi này trước chỉ cần bên này rút lui vậy thì đám người kia sẽ có thể tiến vào bên trong đảo một khi mở rộng khu vực bọn họ cũng có thể mở rộng cường độ tấn công trở nên mạnh hơn hồ tứ kinh ngạc hỏi rút lui chúng ta phải rút lui đi đâu nhiếp nhiên thản nhiên chém gió tìm một vị trí đáng tin chỗ này quá dễ bị bao vậy hồ tứ vốn là một tên tiểu tốt bên cạnh phó lão đại tuy không biết tại sao hắn lại được Hoác Hoành cất nhắc lên, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng Hoác Hoành không nhìn trúng đầu óc và năng lực của hắn. Vì vậy, khi gặp phải tình huống này, hắn không hề có năng lực phân biệt. Nghe thấy nhiếp nhiên nói phải rút lui, hắn lập tức hô với đám người kia, rút lui. Đám người kia nghe thấy lão đại nói rút lui, lập tức bảo vệ đám người hồ tứ lui về phía sau. Trong sắc trời mờ tối, có một bóng người mặc quần áo màu xanh dần di cùng đám người hồ lão đại rút lui về phía sau đám anh em cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì vậy? Một tên cướp biển ở phía sau hỏi tại sao lão đại lại chạy cùng một nữ binh? Không biết, có phải là tù binh không? Tên kia lập tức đập cho hắn một cái, mày mù à? Không thấy nữ binh đó hành động tự do à, làm gì có tù binh nào như thế? Tên cướp biển bị đánh sờ gái mình, cau mày lại thuận miệng nói, thế có phải là gián điệp lão đại phái ra ngoài không? Hắn nói thế khiến đám người đang chạy cùng hơi ngẩn ra, sau đó hô lên chuyện này cũng không phải là không thể lão đại giỏi thật trong quân đội cũng có gián điệp của chúng ta vậy chúng ta được cứu rồi một gã khác mừng rỡ nói đám người kia tràn đầy sùng bái nhìn hồ tứ đang chạy như điên cùng nhiếp nhiên đồng thời quyết định phải đi theo vị đại ca này mà hồ tứ thì không hề biết mình được sùng bái hắn chỉ biết chạy sau lưng nhiếp nhiên vừa chạy vừa nói cô diệp tiếp theo chúng ta phải làm thế nào nhiếp nhiên nói chúng ta thu hút hỏa lực của đội chủ lực kia để cho người hai bên có thể tập kích vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu hồ tứ lại hỏi thật ra nhiếp nhiên đâu có biết phải đi đâu cô chỉ một lòng muốn rút lui khỏi nơi đó để cho những binh lính kia có thể thành công tiến vào mà thôi nhưng cô không thể nói trắng ra như vậy được cô chỉ sầm mặt lại ra vẻ nghiêm túc nói rút lui trước rồi hãy nói vì năng lực của cô cộng thêm cô lại đại diện cho nhị thiếu nên Hồ Tứ không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết cùng cô chạy về phía trước. Đám binh lính đang nghĩ cách đột phá vòng vây tiến lên, không ngờ tự dưng đám cấp biển kia lại chạy đi. Vì thế mọi người lập tức hăng hái sông lên, trời bắt đầu dần dần sáng. Đám người kia đuổi sát theo bọn cướp biển, sau khi xuyên qua rừng cây, tiến vào đất bằng, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra màu áo xanh dần di kia mấy binh lính của đơn vị dự bị đi đầu nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì thế này, tại sao lại có người mặc quần áo rằn di lẫn trong đám cấp biển? Đúng vậy, người kia là ai? Nghe thấy câu hỏi của hai người đó, người bên cạnh cũng hít mắt lại nhìn kỹ một chút. Nhưng người mặc bộ rằn di kia bị. Đám cướp biển vây chặt lấy từ đầu đến cuối không thấy rõ được mặt. Không biết, xa quá, không thấy rõ. Là tù binh à, chẳng lẽ chỗ chúng ta có ai bị bắt? hà giai ngọc nghe thấy mấy người nói chuyện không nhịn được lẩm bẩm một tiếng không phải tù binh lúc này lý kiêu nói người kia vẫn luôn được đám cướp biển bảo vệ chắc là người dẫn đầu hà giai ngọc kinh ngạc không thể nào mặc đồ dằn di trong đám cướp biển lại còn là thủ lĩnh kỳ lạ quá lý kiêu đi theo đội ngũ đuổi sát bọn cướp biển với vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn thấy bóng người đó một đáp án lóe lên trong lòng cô phải làm thế nào bây giờ Chúng ta có cần báo cáo lên phía trên không? Tạm thời không cần, nói không chừng bọn chúng lừa chúng ta, chỉ cần bọn chúng không trái người kia làm con tin, chúng ta cứ tiếp tục tấn công. Rõ, lúc này chỉ có người của đơn vị dự bị đuổi theo đám cấp biển này, người quân khu 2 thì tấn công các trạm gác theo chỉ thị của. Lý Tông Dũng, người của đội thủy quân lục chiến tiếp ứng cho bọn họ xong, lập tức chạy về vị trí của quân khu 9, muốn nhanh chóng khống chế toàn bộ đảo chính. chương 1644. Ngọc nát đá tan đám cấp biển dưới mệnh lệnh của nhiếp nhiên không ngừng rút lui, nhưng không chỉ không cắt đuôi được binh lính sau lưng mà bọn họ còn tăng nhanh tốc độ lao đến phía bọn chúng. Thậm chí hỏa lực cũng không giảm như vừa rồi nữa. Đoàn, một viên đạn lao tới. Tên cướp biển cuối cùng bị vấp vừa vặn tránh được viên đạn kia, khiến hắn nhặt được một cái mạng. Hắn sợ hãi vội vàng bò từ dưới đất dậy, mắng, đáng chết tại sao đám binh lính kia lại đột nhiên tấn công mạnh hơn thế? Đúng thế, rốt cuộc lão đại nghĩ như thế nào vậy, sao đến bây giờ vẫn cứ không ngừng chạy thế này, cứ chạy mãi thế này chúng ta sẽ chết mất. Mấy tên cướp biển bàn luận sôi nổi, cửu miêu đi phía trước cũng phát hiện ra. Rốt cuộc cô muốn đi đâu? Cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu sống. Cô ta lập tức nói với nhiếp nhiên. Trên thực tế, nhiếp nhiên đang biến bọn chúng thành cái bia thịt người cho nên mới dẫn bọn chúng chạy ở khu đất bằng trên đào thế này. Xong chuyện này không thể làm quá lộ liễu, tránh việc chưa giải quyết được đám người này mà mình đã bị kéo vào trong đó. Qua bên kia, nhiếp nhiên tiện tay chỉ một cái rồi chạy về phía rừng cây nhỏ. Cửu miêu nhìn qua chỗ cô trì, không phát hiện ra bên đó có chỗ nào tốt để ẩn nấp cả. Không có chỗ ẩn nấp tốt, cũng không có vị trí địa lý hiểm yếu. Cô ta không hiểu tại sao Diệp Nhiễm trước mặt này lại lựa chọn chỗ đó nhưng cô ta nghi ngờ chứ hồ tứ lại không bởi vì dù sao nhiếp nhiên cũng là người của nhị thiếu hắn lại vung tay lên ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui vào trong rừng cây nhỏ kia chia thành ba nhóm hai nhóm vòng ra hai bên nhiếp nhiên lần lượt phân tán hỏa lực của bọn chúng hồ tứ đáng thương nghĩ rằng nhiếp nhiên đang giúp hắn bày mưu tính kế tấn công đám binh lính kia nên vẫn không ngừng hạ lệnh tiếng súng dữ dội lại vang lên đơn vị dự bị thấy bọn chúng đã thôi rút lui vì thế cũng lập tức nấp ở xung quanh bắt đầu sao đấu kịch liệt với đám cướp biển nhưng đám cướp biển này đã bị nhiếp nhiên phân tán ra nhiều lần cộng thêm còn bị biến thành bia thịt người số người giảm đi quá nửa bọn chúng đâu có thể đấu lại được có điều vì đề phòng làm quá lộ liễu thỉnh thoảng nhiếp nhiên cũng giả vờ bắn vài phát súng phần lớn đều bắn vào vai hoặc là tay chân những binh lính kia không nguy hiểm đến tính mạng Hồ Tư thấy người của bọn chúng đang không ngừng giảm đi thì vội vàng nói: "Mau, lên cho tao, phải chống đỡ bằng được." Rõ, mấy tên cướp biển kia bị hắn đẩy thẳng ra ngoài, nhưng chẳng được bao lâu, hai tên kia đã bị bắn chết. Hồ Tư có ngu thế nào đi nữa thì cũng thấy rõ tình hình, lúc này thấy người của mình liên tục bị bắn chết, hắn sốt ruột nói: "Không được rồi, vô dịp người của chúng ta." Hắn còn chưa dứt lời, một bóng người đột nhiên chạy vội từ phía sau tới hô to lên lão đại lão đại không xong rồi hồ tứ lập tức tát cho hắn một cái mẹ kiếp mày nói ai không xong hả tên kia không để ý đến đau đớn lập tức nói lão đại các anh em đi tập kích của chúng ta đều bị đám binh lính kia giải quyết rồi chỉ có một mình em trốn thoát được hồ tứ cả kinh cái gì trừ nhiếp nhiên ra mặt tên nào cũng hiện lên vẻ kinh hoàng chỉ có một mình mày trốn được hai nhóm người không còn một ai cả nhiếp nhiên lạnh giọng hỏi tên kia gật đầu nói đúng thế không còn ai cả mày chắc chắn chứ nhiếp nhiên hỏi lại tên cướp biển đó ra sức gật đầu tôi chắc chắn trăm phần trăm nhiếp nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng người quân khu chín và đội thủy quân lục chiến quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của cô chỉ có mười mấy phút ngắn ngủi bọn họ đã tiêu diệt được toàn bộ hai nhóm người mà cô đã chia ra bây giờ chỉ còn lại nhóm này thôi. Nhiếp nhiên bình ổn lại tâm trạng, vẻ mặt lạnh như băng, rút lui ra hòn đảo phía sau, địa lao bên đó sẽ là nơi che chắn tốt nhất cho chúng ta. Nếu như chúng ta chạy hết đến hòn đảo đó thì kho vũ khí đạn dược phải làm thế nào? Lúc này, một tên cướp biển bên cạnh. Hồ Tứ lên tiếng hỏi. Câu này khiến nhiếp nhiên lập tức giật mình. Cô luôn cố gắng khiến Hồ Tứ quên đi chuyện vũ khí đạn dược chính là vì sợ hắn sẽ quyết ngọc nát đá tàn. Không ngờ tên thuộc hạ đáng chết bên cạnh này lại nhắc nhở hắn. Tiếp theo hắn sẽ làm thế nào? Chạy vào trong kho vũ khí đạn dược à? Chương 1645. Bị ép vào bước đường cùng đáy mắt Nhiếp Nhiên nghiêm nghị, bàn tay buông xuôi bên người từ từ siết chặt lại, dễ nhận thấy cô đang đợi một câu nói của Hồ Tứ. Chỉ cần bây giờ hắn dám nói một câu đến kho vũ khí đạn dược dây tiếp theo nhiếp nhiên sẽ bắn chết hắn. Lúc này Hồ Tứ vẫn không biết mình đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn buột miệng nói không cần suy nghĩ, không sao, nếu bạn chúng dám vào kho vũ khí đạn dược thì chỉ có con đường chết thôi. Mau đi cùng cô Diệp đi. Vẻ mặt nhiếp nhiên hơi cứng lại, Hồ Tứ có thể tự tin nói thế, chẳng lẽ trong kho vũ khí đạn dược đã chuẩn bị xong cái gì rồi à? cô sợ nhóm người lý tông dũng xông vào kho vũ khí đạn dược trước rồi xảy ra chuyện vì vậy lập tức nói mau rút lui thôi không còn sớm nữa những gã đó chỉ nghĩ là nhiếp nhiên nói bọn chúng không có đủ thời gian nên nhanh chóng rút lui trên thực tế ý của nhiếp nhiên là nhanh chóng giải quyết đám người này sau đó đi tìm lý tông dũng lý tông dũng cần được bảo vệ hơn bất cứ ai ở đây tạm thời không nói đến việc lý tông dũng là thầy của hoắc hoành nếu ông chết ở đây hoắc hoành sẽ bị sốc mất còn có một chuyện quan trọng nhất là Hoác Hoành vì nhiệm vụ nên rời khỏi đơn vị 10 năm. Người duy nhất anh liên lạc cũng chỉ có Lý Tông Dũng nếu ông ta chết tương lai Hoác. Hoành phải khôi phục thân phận thế nào? Nhiệm vụ này kéo dài đến 10 năm, trong đó có bao nhiêu cơ mật, có bao nhiêu sự phức tạp không cần nói cũng biết. Vậy thì thân phận thật của anh chắc chắn đã hủy bỏ rồi. Lý Tông Dũng là người duy nhất biết được tất cả mọi chuyện. Nhất định phải bảo vệ ông ta nhiếp nhiên lo lắng bất an trong lòng cô không mang theo bất cứ thiết bị truyền tin gì mà lúc này rõ ràng cô cũng không thể đi liên lạc với quân đội cho nên cô chỉ có thể thầm hy vọng lý ông dũng đừng lo chuyện bao đồng tránh đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tất cả phải đợi cô đến mới được nhiếp nhiên dẫn bọn chúng chạy về phía địa lao bọn chúng vừa rút lui vừa phản kích nhưng có sự tính toán của nhiếp nhiên lúc đến cửa địa lao gần như chỉ còn lại ba bốn mươi tên nhiếp nhiên hy vọng hành động này có thể nhắc nhở quân đội để bọn họ phái người đánh gọng kìm đám cướp biển này vậy quét sạch sẽ một lần duy nhất bọn chúng chạy đi đâu thế một binh lính của đơn vị dự bị thấy đám cướp biển kia gắm đầu cắm cổ chạy về phía trước khó hiểu hỏi hòn đảo chính này đã bị bao vây rồi bọn chúng chạy đi đâu cũng vô ích bởi vì bọn họ không tham gia vào lần tập kích hòn đảo phía sau nên không biết phương hướng của địa lao vì thế không hiểu dụng ý của nhiếp nhiên nhưng như vậy không có nghĩa là Lý Kiêu không nghi ngờ. Rõ ràng đường chạy trốn của những kẻ đó không hỗn loạn vòng vo như vừa rồi nữa. Bọn chúng muốn đi đâu? Bộ quân trang màu xanh lá cây kia giống như đâm vào trái tim cô vậy. Không thấy rõ mặt mũi, nhưng đáy lòng cô lại láng máng có một câu trả lời. Xuất hiện tình huống kỳ lạ thế này, cô chỉ nghĩ đến một người. Nhiếp Nhiên, là cậu sao? Trong đôi mắt trong veo của Lý Kiêu lộ ra vẻ nghi ngờ. Cô cùng mọi người bao vây truy đuổi chặn đường đám cướp biển kia, sau đó gặp được người của đội thủy quân lục chiến. Lúc này đội trưởng Lưu đã giải quyết toàn bộ cướp biển ở phía đông xong vòng trở lại, quyết định cùng người của đơn vị dự bị truy kích đám người này. Tình hình bây giờ thế nào? Đội trưởng Lưu hỏi. Báo cáo đội trưởng Lưu, cướp biển còn khoảng chưa đến 40 tên, bọn chúng đang chạy trốn về phía nam. Đội trưởng Lưu kinh ngạc, phía nam? Đúng, phía nam. Bình lính của đơn vị dự bị không hiểu tại sao đội trưởng Lưu lại có phản ứng lớn như thế, anh ta thấp thòm trả lời. Anh ta vừa dứt lời, đội trưởng Lưu đã cao mày lại, nôn nóng cầm bộ đàm lên, không biết nói với ai ở đầu kia, mau cướp biển chạy về hòn đảo phía sau rồi, mau dẫn người chặn chọn chúng ở cửa đảo lại. Hòn đảo phía sau. Lý Kiêu nghe thấy mấy chữ này mới hiểu, hóa ra đám cướp biển kia muốn chạy trốn đến hòn đảo phía sau đám người này đều không biết hòn đảo phía sau ở hướng nào nhưng không có nghĩa là không biết nó tất cả mọi người lập tức tăng tốc những người này đều từng lên hòn đảo đó hoàn cảnh ở đó cực kỳ nguy hiểm đáng sợ đám cướp biển đã ở đây nhiều năm bọn chúng rất hiểu địa thế nơi này nếu để cho bọn chúng chạy trốn đến đó chỉ sợ sẽ rất khó bắt lại đám cướp biển thấy các binh lính chạy theo bọn chúng lâu như vậy mà không hề giảm tốc độ trong lòng càng lo lắng hơn bọn chúng đã không chịu nổi nữa rồi đạn dược cũng không đủ còn chống đỡ nữa nhất định sẽ chết lão đại các anh em sắp không chạy nổi nữa rồi hơn nữa hỏa lực của bọn chúng quá mạnh chúng ta thật sự không có sức chống lại một tên bên cạnh thấy tình hình trước mắt như vậy bèn nói với hồ tứ trước mặt thật ra hồ tứ chạy cũng mệt lắm rồi nhưng thấy nhiếp nhiên không nói gì hắn cũng chỉ có thể nghiến răng khiển trách cô diệp còn không kêu mệt chúng mày một cái gì Lúc này, Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc bọn chúng một cái, sau đó nửa thật nửa giả nói một câu, nếu như mọi người không chạy nổi nữa, vậy thì đầu hàng đi. Thật ra cô chỉ thăm dò thôi, kết quả bị Hồ Tứ phản đối kịch liệt, làm sao có thể. Nhiếp Nhiên không nói tiếp nữa, vì sợ bị nghi ngờ, vậy thì bảo các anh em cố gắng một chút, đến địa lao rồi sẽ có đường sống. Hồ Tứ lập tức quay lại hô to với đám cấp biển sau lưng, các anh em, nghe thấy chưa, tranh thủ chạy đi, đến địa lao là được cứu rồi câu này quả nhiên khiến đám cướp biển lấy lại tinh thần ai cũng chạy nhanh hơn hắn có điều tâm trạng này không kéo dài được bao lâu bởi vì bọn chúng vừa vào đến hòn đảo phía sau đã phát hiện có người chặn ở cửa hang trước rồi đáng chết đối ngược với việc hồ tứ tức giận chửi mắng dây thần kinh luôn căng thẳng của nhiếp nhiên đã thả lỏng ra mặc kệ là ai chặn đường chỉ cần chặn là được may mà những người này không quá ngu ngốc nhiếp nhiên bất đắc dĩ dẫn đám người rút lui khỏi địa lao, chạy về vách núi phía tây. Đường lui bị chặt đứt, cô biết trận chiến này thắng chắc rồi. Đoàn, 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 hai bên giao chiến, đạn không ngừng bay qua bay lại. Không được bao lâu, một tên cấp biển lảo đảo chạy tới, không được rồi lão đại, chúng ta thật sự không chống đỡ nổi nữa. Mắt hồ tứ nổi lên đầy tia máu, mẹ kiếp, chúng ta còn bao nhiêu người? Chưa tới hai mươi người. Tên cướp biển nói cơ thể hồ tứ chấn động lảo đào suýt nữa ngã xuống đất may mà hai tên cướp biển ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy hắn hắn lẩm bẩm xong rồi lần này xong thật rồi nhiếp nhiên âm thầm cong khóe miệng lên cô nhanh chóng bày ra vẻ nặng nề tỏ như đang đau đầu vì cục diện này lão đại rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào tên thuộc hạ hỏi đúng vậy bọn chúng phải làm thế nào chẳng lẽ phải đầu hàng sau đó bị tống vào tù à không không được Hồ tứ vội vàng đẩy hai gã đang đỡ mình ra chạy lên nắm lấy Tay Nhiếp Nhiên hỏi: Cô Diệp cô Diệp chúng ta phải làm thế nào? Rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào? Nhiếp Nhiên nghiêm nghị nhìn hắn làm cho Hồ tứ lạnh cả sống lưng lập tức buông tay ra, trừ nhảy xuống biển ra chỉ còn cách chiến đấu thôi. Nhiếp Nhiên trả lời sắc mặt cũng rất khó coi. Hồ tứ cau mày lại lo lắng hỏi chiến đấu nhưng chúng ta chỉ còn lại hai mươi người đánh làm sao được? Lúc này nhiếp nhiên cũng im lặng. Khi bầu không khí lập tức rơi vào bế tắc, cửu miếu lại lạnh lùng nói, tôi có một cách. Chương 1646 Tù binh có sẵn nhiếp nhiên và hồ tứ đồng loạt nhìn về phía cô ta. Đáy mắt nhiếp nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hồ tứ thì vô cùng trông đợi nhìn cô ta, cách gì? Đúng vậy. Ừ, anh có cách gì thì nói mau đi. Thường ngày anh nghĩ ra không ít cách hay cho lão đại, anh nói mau đi. Không sai không sai, anh cửu mau nói đi. Nhưng lúc này Cửu Miêu lại chỉ thản nhiên lướt mắt nhìn Nhiếp Nhiên mà không nói gì. Ánh mắt kỳ quái đó khiến Nhiếp Nhiên thầm cảnh giác. Hồ Tư sốt ruột tức giận mắng, thằng xanh này, thời khắc mấu chốt mạch còn lề mà lề mề cái gì, mau nói đi. Rốt cuộc là cách gì? Cửu Miêu nói với Nhiếp Nhiên, chuyện này cần cô phối hợp. Bảo cô Diệp phối hợp, chuyện quái gì thế này? chẳng lẽ để cô Diệp làm mồi nhử để lao ra à? Hồ Tư nghĩ tới đây đã cảm thấy không được rồi. Năng lực của cô Diệp phi phàm thật nhưng đứng trước nhiều binh lính và họng súng như vậy. Chỉ sợ cũng không có sức xoay chuyển trời đất đúng không? Lúc này, nhiếp nhiên khẽ híp mắt lại, mím môi thành một đường thẳng yên lặng chờ cô ta nói tiếp. Cuối cùng, sau khi im lặng một lúc cô ta chỉ bộ quân phục trên người nhiếp nhiên, lạnh lùng nói. Cô mặc đồ rằn di, hoàn toàn có thể giả làm nữ binh bị bắt nhiếp nhiên nhướng mày lên, sau đó cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình. Ha, đúng là một người thông minh lanh lợi thế mà lại muốn bắt trước chiều giam giữ. Nhiếp thành thắng của mình ngày đó, dùng bộ quân phục này để lừa đám binh lính, khiến bọn họ tưởng có con tin ở trong tay bọn chúng, vì thế không thể không rút lui khỏi hòn đảo. Cho đám cướp biển này có cơ hội kéo dài chút hơi tàn. Hồ Tứ nhìn bộ quần áo trên người nhiếp. Nhiên, sau đó vỗ đét lên đùi một cách đúng thể sao họ phải chạy nhiều đường như vậy làm gì, ngay vừa. Họ hoàn toàn có thể dùng chiêu này. Mấy tên cướp biển gật đầu tán thành. Không sai, không sai. Đúng, 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 có thể đóng giả. Không hổ là A cửu tốt của tao, tao biết ngay là tao không tin lầm mày mà anh cửu thật thông minh, quả nhiên là trợ thủ đắc lực của lão đại, anh cửu còn là quân sự tốt nhất của lão đại nữa. Nhiếp nhiên nghe đám người kia nói chuyện, một suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong lòng, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị hồ tứ túm lấy, kích động nói, cô Diệp cô có thể. Đột nhiên hắn không dám nói tiếp. Dù sao cô Diệp cũng là người của nhị thiếu, là khách quý phó lão đại tôn trọng, hắn đâu có dám bảo cô giả làm tù binh. Tôi không làm tù binh cho người khác lúc hồ tứ vẫn đang xoắn suýt nhiếp nhiên bình tĩnh lên tiếng câu này của cô khiến tâm trạng của tất cả mọi người ở đây lập tức rơi xuống đáy vực nhưng sau đó nhiếp nhiên lại nói nhưng không nhất định phải là tôi đóng giả thành tù binh mọi người chỉ cần bộ quần áo này mà thôi mặc bộ quần áo này lên ai cũng có thể đóng giả được đúng hồ tứ lập tức gật đầu vậy làm phiền cô diệp đưa áo khoác cho tôi tôi bảo bọn chúng mặc vào đúng 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 để em mặc để em đóng giả binh lính cho tên thuộc hạ bên cạnh hồ tứ lập tức phụ hỏa. Nhiếp nhiên cong khóe miệng lên, định cởi cái áo khoác dần di ra. Nhưng cô vừa mới tháo được một cái cúc cửu miêu đã lập tức lên tiếng, không được. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ta, cảm thấy khó hiểu. Hình như cửu miêu cũng phát hiện ra giọng mình quá lạnh lùng cứng rắn, cô ta lập tức dịu giọng nói, đây là quần áo của nữ binh, để đàn ông mặc rất dễ bị lộ. Rõ ràng cô ta muốn để nhiếp nhiên đích thân ra trận nhiếp nhiên cười như không cười nhìn cô ta. Cửu miêu một lòng muốn đẩy mình ra ngoài, chỉ sợ không đơn giản là muốn kéo dài thời gian cho đám cướp biển này. Chắc cô ta còn muốn thăm dò xem rốt cuộc mình có phải là quân nhân không? Cô mặc bộ quần áo này tới đây, với tính cẩn thận của cửu miêu, nhất định cô ta sẽ nghi ngờ. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần cô bị đẩy ra, binh lính phía đối diện nhìn thấy mặt cô thì sẽ nhanh chóng có thể phân biệt được địch ta nếu như bọn họ nổ súng thì chứng minh cô Diệp này là thật ít nhất người của chúng không có gián điệp. Nhưng nếu như bọn họ không nổ súng, vậy bọn chúng bậy đánh bạ cũng bắt được một tên tù binh thật. Một mũi tên chúng hai đích, đúng là một mưu kế hay. Nhiếp nhiên thầm cười lạnh, sau đó cô lên tiếng, nghe ý A à cửu thì tôi không thể không làm tù binh rồi. Tất cả đều vì đại cuộc, cửu miêu giả vờ như không nghe ra thâm ý trong lời nói của cô, thản nhiên trả lời. Hồ Tứ khó xử nói, cô Diệp, hay là cô tạm thời làm tù binh đi. Tuy là thỉnh cầu, nhưng ý trong mắt hắn rõ ràng là không cho cô từ chối. Suy cho cùng, giữa việc sợ nhị thiểu và ngồi tù, tất nhiên là hắn chọn cái thứ nhất. A à cửu, anh đúng là thông minh. Lần này đến lực nhiếp nhiên rơi vào cảnh khó xử. Chương 1647 Nhiếp nhiên bị bắt rồi. Cửu miêu chỉ dường dương nói một câu, tôi chỉ là dập khuôn mô phỏng thôi. Ý cô ta là cô ta đang bắt trước nhiếp nhiên giam giữ nhiếp thành thắng ngày đó. Vẻ mặt nhiếp nhiên vẫn thản nhiên như cũ, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng lạnh lùng, thế thì hy vọng anh không bắt trước một cách vụng về. Cô Diệp cô giúp mọi người đi, nếu như không trốn thoát được. Tất cả chúng ta đều xong đời. Nói thật Hồ Tứ vẫn rất sợ cô. Trước kia hắn đã từng thấy năng lực của cô Diệp này rồi nếu như tôi nói không thì sao nhiếp nhiên từ chối công khai như vậy rõ ràng là ngoài dự tính của đám người hồ tứ hồ tứ vốn đang hơi chột dạ nghe thấy cô nói thế cảm thấy nếu như mình còn mềm yếu nữa thì không ổn tạm thời không nói đến những anh em này ngay bản thân hắn cũng không thể vứt bỏ cơ hội sống sót duy nhất này được con người đều là động vật ích kỷ lúc liên quan đến sống chết của mình đâu có ai quan tâm được tâm nguyện của đối phương thế nào huống hổ đây không chỉ là sống chết của bọn chúng mà là của cả cô diệp nữa cô bướng bình thế này cuối cùng chỉ khiến cô rơi vào bước đường cùng mà thôi hồ tứ có cái cớ này rồi dĩ nhiên là không sợ nữa cô diệp chuyện này không chỉ liên quan đến chúng tôi mà còn gồm cả cô nữa trước ánh mắt của mọi người cùng với vẻ cương quyết của hồ tứ Nhíp nhiên biết nếu mình còn từ chối chỉ sợ mình sẽ trở thành tù binh thật vì thế, cô cười khẽ một tiếng, được rồi, nếu chuyện này đã liên quan đến tôi, tôi đành làm tù binh vậy. Nghe cô nói xong, mấy tên thuộc hạ lập tức thả lòng, còn cửu Miu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này, đường chân trời đã bắt đầu hiện lên tia sáng bạc. Cô Diệp, cô yên tâm, chúng ta chỉ giả vời thôi, tuyệt đối sẽ không làm cô bị thương. Hồ Tứ vội vàng bảo đảm với cô. Mấy tên cướp biển sau lưng cũng liên tục bảo đảm, đúng vậy đúng vậy, cô Diệp cô cứ yên tâm đi, anh em chúng tôi đều có. Trường mực tuyệt đối không làm đau cô đâu. Đúng thế, chắc chắn sẽ không để cô Diệp bị thương. Cô Diệp chúng tôi bảo đảm, nhiếp nhiên cười lạnh, không bị thương. Ha, không bị thương mới không ổn đấy. Nhiếp nhiên lại đưa mắt nhìn cửu miêu. Với sự cẩn thận của cô ta, nếu cô ta bị mưu hại giống trong tài liệu miêu tả thì đúng là không thể tin được. Sau đó nhiếp nhiên nhìn hồ tứ, gật đầu, đáp, không sao, tất cả vì đại cuộc đám người hồ tứ thờ phào nhẹ nhõm đi mau đi nói với đám binh lính kia là chúng ta bắt được một nữ binh rồi nếu như bọn chúng không muốn để chiến hữu của mình chết thì lập tức dừng bắn mấy tên anh em vội vàng gật đầu vâng em sẽ đi ngay hồ tứ không dám coi nhiếp nhiên là tù binh thật chỉ có thể ngại ngùng đưa tay mời hy vọng cô đi về phía trước vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy tên thuộc hạ của hồ tứ dồn sức hô lên với những binh lính cách đó không xa phía đối diện nghe đây, chúng tao bắt được một binh lính của chúng mày, nếu chúng mày không muốn cô ta chết thì lập tức dừng lại cho tao. Tao nhắc lại một lần nữa, nếu như không muốn binh lính của chúng mày chết thì màu dừng bắn cho tao. Nếu không đừng trách chúng tạo không khách khí. Hắn vừa nói xong, đã nghe thấy Hồ Tứ nói với nhiếp nhiên một câu, xin lỗi, cô Diệp. Sau đó Hồ Tứ túm lấy cổ áo cô, dí súng vào huyệt thái dương cô. Nhìn thấy chưa? còn không dừng bắn rút lui ra khỏi đảo tao sẽ nổ súng. Đây là binh lính của chúng mày đấy. Vì để cho giống thật một chút, hồ tứ lại dùng sức dí mạnh súng vào huyệt thái xương của nhiếp nhiên. Đây đâu giống không làm đau cô mà hắn nói chứ. Đám binh lính dù chưa nghe thấy đám người kia kêu gọi đầu hàng đã dừng lại hết khi thấy màu áo rằn di kia rồi đội trưởng Lưu thấy đã sắp đẩy đám cướp biển này vào bước đường cùng, kết quả bị tình huống đột ngột xảy ra này làm rối loạn, anh ta chửi ầm lên, đáng chết, chuyện quái gì thế này. Đám cướp biển này bảo vệ nhiếp nhiên rất kín kẽ cho nên đội trưởng Lưu không hề phát hiện ra. Mà người của đơn vị dự bị thì nghĩ người kia chắc là người của bọn chúng. Vì thế cũng không nói chuyện này với đội trưởng Lưu, ai ngờ người kia lại là chiến hữu của bọn họ thật. Người kia là tù binh thật à, người của đơn vị dự bị giật mình khẽ hô lên. Một binh lính khác khó hiểu nói, không phải chứ, làm sao có thể. Không phải vừa này người đó còn chạy cùng bọn chúng à? Chạy cùng cái gì? Các cậu đang nói gì thế? Đội trưởng lưu cao mày lại. À, là thế này. Binh lính kia còn chưa kịp nói xong, bên rừng cây phía xa đột nhiên phát ra tiếng xào xạc. Đội trưởng lưu cảnh giác nhìn qua, phát hiện hóa ra là đội trưởng vu. Sao mọi người cũng đến đây? Đội trưởng Lưu kinh ngạc hỏi, mọi người xử lý xong bên kia rồi à? Cũng gần ổn thỏa rồi, người quân khu 2 đã đến cả. Lúc này đội trưởng vui nhìn về phía xa. Khi nhìn thấy màu áo kia, anh ta khẽ cau mày lại, chuyện gì thế này? Không biết chúng tôi cũng đang bực mình đây, bọn chúng bắt binh lính của chúng ta từ lúc nào thế? Nhắc tới chuyện này, đội trưởng Lưu cũng rất xoắn suýt và bực bội. Vào lúc này... Một người trong đơn vị dự bị dùng ống nhòm nhìn ra xa, sau đó kêu lên kinh ngạc, sao người đó lại là nhiếp. Nhiên thế, cái gì, nhiếp nhiên, mấy người khác lập tức cầm lấy ống nhòm nhìn qua, mẹ kiếp, hình như là cô ấy thật. Trời ạ, à, không phải cô ấy trâu bò lắm à, sao lại bị bắt? Đúng thế. Đám người Lý Kiêu và Hà Giai Ngọc nghe thấy bọn họ nói chuyện, đầu tiên là lo lắng, sau đó nhào đến. Anh vừa nói gì, anh nói lại lần nữa cho tôi hà giai ngọc túm chặt lấy cổ áo đối phương người kia bị dọa giật mình sau đó nhíu mày dẫy ra khỏi tay cô ta nói nhiếp. Nhìn bị bắt rồi không thể nào làm sao có thể hà giai ngọc cau mày lại dáng vẻ sợ hãi không thể tin nổi người kia đưa ống nhòm cho cô ta nếu cô không tin thì tự xem đi hà giai ngọc chưa kịp cầm nghiêm hoài vũ ở bên cạnh đã giật lấy cái ống nhòm nhìn ra xa trong màn xương mù mỏng gương mặt quen thuộc kia xuất hiện trước mắt anh ta Nghiêm hoài vũ siết chặt bàn tay cầm ống nhòm, nghiến răng nghiến lợi nói, là nhiếp nhiên thật. Sắc mặt Hà Giai Ngọc lập tức thay đổi tiến lên cướp cái ống nhòm trong tay anh ta, sau khi nhìn kỹ cô ta thất thanh hô lên, chị nhiên. Sau đó cô ta định ném ống nhòm đi lao về phía trước. Bốn lý kêu nhanh tay giữ lấy Hà Giai Ngọc bình tĩnh nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ mặc dù cô không tận mắt nhìn người kia có phải là nhiếp nhiên hay không nhưng trong lòng cô đã sớm có nghi ngờ rồi bây giờ nghe thấy bọn họ nói như vậy vậy gần như có thể khẳng định đó là nhiếp nhiên nếu như là nhiếp nhiên thế thì không thể dùng cách nhìn của người bình thường được huống hồ vừa rồi cô phát hiện nhiếp nhiên ở giữa đám cướp biển kia không hề giống như bị bắt bây giờ đột nhiên biến thành tù binh nhất định trong đó có điểm kỳ lạ Đội trưởng Lưu nghe thấy bọn họ nói người bị bắt là nhiếp nhiên, lập tức cầm ống nhòm lên nhìn ra xa. Cho dù bị bắt cô vẫn nở nụ cười như có như không, trên mặt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Chương 1648 V f E B T R U I E N O N L I N E C O M Chương 1649. Chương 1648.1 tấn công ội trường Lưu giận điên lên, mẹ kiếp. Tôi đã bảo là không thể để cho con nhỏ này hành động một mình mà. Xem đi, bây giờ bị bắt làm tù binh rồi. Nờ cô ấy không dễ dàng bị bắt làm tù binh thế đâu. Lý Kiều lạnh lùng nói, nhất định có vấn đề. Lý Kiều tự tin như vậy nhưng cũng không thuyết phục được đám người này. Bởi vì bọn họ tin tưởng sự thật trước mắt hơn. Nhiếp nhiên bị bắt là sự thật bọn họ chính mắt nhìn thấy. Đội trưởng lưu phản đối đầu tiên, cô tưởng nhiếp nhiên có ba đầu sáu tay à? Nhiếp nhiên mặc quần áo rằn di chẳng lẽ còn có thể xưng anh gọi em với bọn chúng à? Anh ta nhìn đội trưởng vụ của quân khu 9, đội trưởng vu, anh thấy nên làm thế nào? đội trưởng vụ im lặng một lúc rồi nói, lần hành động này do tiểu đoàn trưởng lý phụ trách để ngài ấy quyết định đi. Đội trưởng Lưu cảm thấy rất có lý. Và lại nhiếp nhiên là người của đơn vị dự bị theo lý cũng phải báo cáo với Lý Tông Dũng một tiếng. Anh ta lập tức dùng bộ đàm liên lạc với Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng nghe báo cáo xong thì lập tức đứng bật dậy, cái gì? Nhiếp nhiên bị bắt, nhiếp thành thắng kinh ngạc nhìn qua. Đội trưởng Lưu trả lời, đúng vậy, chúng ta có cần tạm thời rút lui không? Lúc này anh ta vừa nhìn tình hình bên kia, vừa tiếp tục báo cáo với Lý Tông Dũng. Bây giờ chỉ còn lại một nhóm cấp biển chạy trốn tán loạn này thôi. Những tên khác gần như đã được khống chế hết rồi. Mặc dù những tên cướp biển này đã là châu chấu mùa thu không nhảy được bao lâu nữa, nhưng một khi rút lui. Lần sau muốn tấn công chắc chắn sẽ phải lãng phí rất nhiều thời gian. Đây là điều khiến đội trưởng lưu tức giận nhất lúc đội trưởng Lưu đang nói chuyện với Lý Tông Dũng, nam binh luôn đứng ở bên cạnh lão Phùng lại thấp giọng nói với binh lính kia, đưa ống nhòm cho tôi. Để tôi xem xem, người của đơn vị dự bị chưa bao giờ tiếp xúc với người quân khu 9 ở khoảng cách gần thế này, đối với bọn họ mà nói quân khu 9 giống như đình của Kim Tự Tháp. Anh ta ngẩn ra một lúc rồi vội vàng đưa ống nhòm qua. Nam binh kia cầm ống nhòm cẩn thận nhìn về phía xa thì thấy vẻ mặt nhiếp nhiên rất bình tĩnh, không hề sợ hãi chút nào. Mặc dù tâm tư và lòng can đảm của nhiếp nhiên không giống với người bình thường, nhưng sự bình tĩnh này đúng là khiến người ta cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc anh ta định đặt ống nhòm xuống, lại vô tình thấy bàn tay đặt xuôi bên người cô đang làm gì đó. Anh ta lập tức trợn mắt kinh ngạc. Sau đó anh ta kêu lên một tiếng, không, cô ấy không bị bắt. Chương 1648.2 tấn công CCO nói này làm cho tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh ta đội trưởng lưu thì dừng báo cáo sau đó anh ta giật lấy bộ đàm trong tay đội trưởng lưu nói với lý tông dũng tiểu đoàn trưởng là tôi lý tông dũng vừa nghe thấy giọng anh ta vội vàng hỏi bây giờ tình hình thế nào nhiếp nhiên bị bắt thật à hiếm khi thấy người kia nghiêm túc báo cáo không cô ấy không bị bắt chắc là cô ấy đang phối hợp với bọn chúng thầy cũng biết giữa chúng ta và bọn chúng cô ấy có thể phối hợp hoàn mỹ mà anh ta biết nhiệm vụ khi đó của nhiếp nhiên là bí mật. Cho nên không tiện tiết lộ quá nhiều, Uyển chuyển nói xong câu này, anh ta lại v e b t r u i e n o n l i n e c o m bổ sung thêm một câu, hơn nữa, với năng lực của nhiếp nhiên. Cô ấy sẽ không dễ bị bắt làm tù binh. Lý Tông Dũng trầm giọng hỏi lại lần nữa. Cậu chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Cuối cùng Lý Tông Dũng ra lệnh tấn công. Rõ người kia để bộ đàm xuống nói với đội trưởng vu tiểu đoàn trưởng nói tấn công đội trưởng vu quét ánh mắt sắc bén về phía anh ta đội trưởng vu còn chưa kịp lên tiếng hà giai ngọc đã nhảy ra nổi giận mắng này anh là ai hả vừa rồi anh nói rằng nói bậy cái gì thế chị nhiên gửi ám hiệu bao giờ anh đừng có mà báo cáo láo tình hình cô ta cảm thấy người này báo cáo láo với tiểu đoàn trưởng lý vì muốn tấn công những tên cướp biển kia cô ta tuyệt đối không đồng ý hy sinh chị Nhiên. Nhưng người kia lại cười cợt nhà nói, lúc trên thuyền cô khen cô ấy giỏi lắm mà, vậy thì bây giờ cô phải tin tưởng chị Nhiên của cô chứ. Nhưng mà, Hà Giai Ngọc vẫn muốn nói gì nữa, nhưng bị người kia ngắt lời, cô yên tâm, con nhóc đó sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh nói không có vấn đề thì, cô ta còn chưa nói xong. Lý Kiều đã vỗ vai cô ta, nói cô ấy sẽ không sao đâu. Hà Giai Ngọc càng không hiểu sao lại không có vấn đề gì? Bây giờ chị Nhiên đã bị bắt làm con tin, làm sao có thể không sao được? Chương 1649 Giấy chết lệnh vừa được ban ra, những binh lính kia lại giơ súng lên bắn về phía xa. Đừng bắn chúng cô ấy. Đội trưởng vu lại bổ sung một câu. Tất nhiên là họ biết chứ, đây là chiến hữu Làm sao có thể bắn chúng cô được? đoàng, đoàng, đoàng. Hồ Tư thấy thế, lập tức bảo vệ nhiếp nhiên. Thật ra hắn cũng sợ nhiếp nhiên xảy ra chuyện, nếu như cô Diệp này thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ không gánh nổi. Đám cướp biển kia bất an nói, lão đại, không được rồi, đám binh lính kia không tin, mưu kế của chúng ta bị hỏng rồi. Dĩ nhiên Hồ Tư biết mưu kế của mình bị hỏng, có điều hắn không biết là do nhiếp nhiên âm thầm động tay động chân, cô dùng chiều của Lý Tông Dũng, lợi dụng bàn tay buông xuôi bên người để ra hiệu nhưng bọn họ đều kinh ngạc chuyện cô bị bắt không có ai chú ý tới động tác tay của cô cũng may cái tên cật nhà bên cạnh lão phùng cảm thấy khác thường nên mới nhìn kỹ thêm người có thể khiến lý tông dũng phát ra ngoài nằm vùng đâu có dễ dàng bị bắt làm tù binh quả nhiên anh ta đã nhìn thấy bàn tay đang run lên tựa như sợ hãi của cô một người trên mặt không có bất cứ chút sợ hãi nào làm sao tay lại run mãi được đến khi anh ta nhìn kỹ mới phát hiện ra bí ẩn trong đó đó là ám hiệu, sau khi xác định được ý cô muốn truyền đạt, anh ta mới bình tĩnh nói với Lý Tông Dũng là có thể tấn công. Đám cướp biển vừa miễn cưỡng chống đỡ, vừa nói với Hồ Tứ, Lão Đại. Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Lão Đại, chúng ta sắp hết đạn rồi. Lão Đại, đủ loại câu hỏi khiến Hồ Tứ đau muốn nổ đau. Nhiếp nhiên quay sang nói với cửu miêu. Hỏng rồi, hình như mưu kế của anh không có hiệu quả rồi. Cửu miêu vẫn bình thản, không phiền muộn hoặc là giận dữ như nhiếp nhiên dự đoán. Cô ta bình tĩnh nói, cô mới là người chỉ huy. Tôi cũng chỉ ôm hy vọng lần cuối thôi. Nhiếp nhiên cười lạnh, đúng là anh đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không phải muốn giữ cửu miêu, vừa rồi cô đã sớm vạch trần giới tính thật của cô ta, để cô ta làm cái bia sống. Lúc hai người đang nói chuyện, Hồ Tứ không chịu nổi những câu hỏi kia nữa, quay sang hỏi, cô Diệp tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Đợi đi, nhiếp nhiên nói, đợi, đợi cái gì, cửu miêu cao mày lại, chẳng l, nhiếp nhiên còn có chiều gì à? Giống như hồi đó bọn họ đã rơi vào bước đường cùng, nhưng người của nhị thiếu lại như thần binh rơi trên trời xuống giải cứu bọn họ. Suy nghĩ này khiến trong lòng cửu miêu giấy lên một chút hy vọng. Nhưng ai ngờ nhiếp nhiên nói đợi không phải là cứu bọn chúng, mà là đợi bọn chúng dùng hết đạn rồi sẽ bắt sống bọn chúng. Thời gian chậm rãi trôi qua cuối cùng. Lão đại chúng ta đã không còn sức đánh trả nữa rồi tên cướp biển đó vừa nói xong tiếng súng đã dừng lại lúc này súng trong tay hồ tư cũng không còn đạn nữa không còn đạn đồng nghĩa với việc bạn chúng xong đời rồi hoàn toàn xong đời cửu miêu bóp mấy khẩu súng đã không còn đạn sau đó ném súng đi lạnh lùng nhìn nhiếp nhiên lạnh giọng hỏi cứu viện mà cô nói đâu cô ta vừa dứt lời phía xa đã truyền đến tiếng vang của động cơ máy bay sau đó trên bầu trời truyền đến một giọng nói tất cả giơ tay lên một tên thuộc hạ đứng ở vách núi tinh mắt thấy máy bay trực thăng chậm rãi bay đến trong sương mù dày đặc thì cả kinh hô to lên lão đại không xong rồi máy bay trực thăng của quân đội tới rồi hồ tứ lảo đảo một cái khẩu súng hết đạn trong tay rơi thẳng xuống đất ông trời cũng không có cách nào cứu vãn cục diện này nữa rồi tôi nhắc lại lần nữa các người đã bị bao vậy lập tức bỏ súng xuống giơ tay lên lúc này bầu trời đã sáng rõ máy bay trực thăng dần dần hiện ra khỏi tầng sương mù dày đặc tiếng gió lớn càng làm đám cướp biển sợ hãi hơn lão đại tên cướp biển kia đang định quay đầu lại nhìn hồ tứ đột nhiên hoa mắt một bóng đen đã lướt qua trước mắt hắn chạy xuống vách núi lão đại tên cướp biển kia nhìn rõ bóng người kia là hồ tứ lập tức hô to một tiếng cùng lúc này nhiếp nhiên nhanh tay lẹ mắt bước nhanh về phía trước túm lấy hồ tứ mắng anh định làm gì thế nhảy xuống biển không phải cô diệp nói thế à nói không chừng nhảy xuống còn có một con đường sống ánh mắt hồ tứ rời rạc rõ ràng là đã hoảng loạn rồi nhiếp nhiên giữ lấy hắn tức giận nói anh điên rồi à dòng chảy ngầm phía dưới lớn như vậy nhảy xuống nhất định sẽ chết nghe giọng cô dường như là đang suy nghĩ cho an nguy của hắn nhưng trên thực tế là cô không muốn để cho hắn chạy thoát ngộ nhỡ nhảy xuống biển có một con đường sống đến lúc đó lại phát sinh vấn đề thì sao lần này nhất định phải bắt hết đám người này mới được chẳng lẽ anh muốn tan xương nát thịt à nhiếp nhiên nói xong câu này cửu miêu lạnh lùng nói chen vào nhưng không phải cô vẫn sống đó à cô ta thăm dò hết lần này đến lần khác khiến vẻ mặt nhiếp nhiên trở nên u ám đấy là do tôi may mắn mọi người thì sao bị giam trong tù cả đời còn không bằng thử xem cửu miêu nói rồi bình tĩnh chạy xuống dưới vách núi nhiếp nhiên thắc tim lại ai cũng có thể chạy trốn duy chỉ có cửu miêu là không thể cô ta có quá nhiều nghi vấn cần phải được tháo gỡ lúc nhiếp nhiên đang định buông hồ tứ ra để giữ lấy cửu miêu thì thấy bên mép vách núi có mấy bóng đen nho nhỏ cô thầm thở phào có lẽ là những binh lính kia nhưng bên dưới có dòng chảy ngầm mãnh liệt đến thế không biết bọn họ tới đây bằng cách nào hồi đó cô rơi xuống cũng vậy sao họ lại cứu được cô cô buông hồ tứ ra thản nhiên nói chỉ sợ ý tưởng của anh thất bại rồi vừa dứt lời mấy bóng đen phía xa đã nhảy lên cầm súng chĩa vào bọn chúng tất cả bỏ súng xuống, xuống mau bỏ súng xuống, xuống đám cướp biển kia giơ súng hết đạn lên giả vờ giả vịt nhắm vào bọn họ sau đó cũng nói bảo vệ lão đại mau mau bảo vệ lão đại một gã bên cạnh đồng thời hô lên rút lui mau rút lui đám cướp biển bảo vệ chặt chẽ cho hồ tứ và nhiếp nhiên sau đó nhanh chóng rút lui về phía sau nhưng chạy được một nửa tên trước mặt lại nói không được phía trước cũng có binh lính lão đại chúng ta bị bao vây hoàn toàn rồi hồ tứ quay lại nhìn phát hiện đám binh lính kia đã xếp thành một hàng sau lưng cầm súng dịch dần về phía bọn chúng đáng chết lão đại làm thế nào đây chúng ta không còn một viên đạn nào cả đám cướp biển giơ súng nói với hồ tứ một binh lính dẫn đầu vừa tiến về phía trước vừa hô lớn tất cả mau để súng xuống, xuống. nhiếp nhiên nghe thấy giọng nói đó là biết đó là nam binh bên cạnh lão phùng đến bây giờ cô vẫn không biết anh ta tên là gì không tuyệt đối không thể đầu hàng được hồ tướng nghiến răng không cam lỏng nói nhưng chúng ta đã không thể phản kích được nữa rồi mấy tên cướp biển luống cuống trả lời thế thì cũng không thể đầu hàng được Hồ Tư nói rồi rút khẩu súng luôn giấu bên hông ra, nhắm vào binh lính đối diện muốn nổ súng. Nhưng ngay khi hắn nhắm bắn, một vật cứng đã dí vào sau gáy hắn, nhiếp nhiên lạnh lùng nói. Vậy có lẽ suy nghĩ của mày cũng không thể thực hiện được rồi. Chương 1650 chương 1650. Cô! Hồ Tư mới nói được một chữ, nhiếp nhiên đã đẩy hắn ra phía trước mình, dí khẩu súng vẫn còn bốn năm viên đạn vào huyệt thái dương hắn, lạnh giọng quát đám cướp biển xung quanh, tất cả bỏ súng xuống, xuống. Nếu không tao sẽ bắn chết hắn. Đám cướp biển xung quanh thấy biến cố bất ngờ này thì đều ngẩn ra. Chuyện này, là sao? Tại sao cô Diệp lại dí súng vào lão đại? Không phải cô cùng một thuyền với bọn chúng à? Sao lại? một tên thuộc hạ thấp thòm hỏi cô Diệp cô. Hắn còn nói hết lời, nhiếp nhiên đã bắn về phía hắn. Đạn bắn trúng vào vai hắn ở khoảng cách gần với sức tấn công mạnh mẽ khiến hắn ngã thẳng xuống đất. Người xung quanh bị tiếng vang định tại này dọa cho đồng loạt lui về phía sau một bước. Nhiếp nhiên quét ánh mắt lạnh như băng khắp một vòng. Chậm rãi nói ai còn lại nhảy một câu tạo sẽ bắn kẻ đó đám người kia không có đạn, gần như không có sức đánh trả, lại thấy ánh mắt sắc bén nghiêm nghị của nhiếp nhiên nên chỉ có thể đứng được ra đó. Sợ một giây tiếp theo sẽ lĩnh chọn một viên đạn. Cửu miêu cũng rẻ chừng khẩu súng trong tay nhiếp nhiên, lúc này máy bay trực thăng đã dừng lại trên đầu, bọn chúng đã bị bao vây rồi. Nếu có hành động gì, cho dù tránh được nhiếp nhiên thì cũng không tránh được binh lính đánh lén ở phía trên. Hình ngả qua đi, các binh lính nhanh chóng vây lấy tóm gọn cả bọn nam binh cợt ngả trói hồ tứ lại vừa trói vừa cười nói với nhiếp nhiên thấy chưa tôi đã nói cô có bất cứ vấn đề gì thì cứ gửi ám thị tôi nhất định sẽ đến mà nhiếp nhiên ở một tiếng năng lực quan sát không tệ câu này khiến anh ta dừng tay lại hừ là sao khen ngợi à anh ta đường đường là binh lính của quân khu 9 mà lại được một nữ binh của đơn vị dự bị khen ngợi cảm giác này thật là kỳ cục chị nhiên chị nhiên lúc này Hà Giai Ngọc chạy nhanh tới, sau lưng là đám người nghiêm hoài vũ và dương thụ, cô ta lao đến đầu tiên, quan sát cô từ trên xuống dưới, nói, chị Nhiên. Chị có sao không? Nhiếp Nhiên lắc đầu, không sao. Hà Giai Ngọc đập nhẹ cô một cái, của trách chị dọa chết em rồi, vừa nãy thấy chị bị bắt tim em suýt nữa ngừng đập. Đúng thế thật, cô ấy suýt nữa xông đến làm thế thân cho cô luôn. Nam Bình kia chói hồ tứ xong, trước khi rời đi còn nói đùa một câu anh còn có mặt mũi nói tôi à nếu không tại anh tôi có thể như vậy sao hà giai ngọc thấy anh ta nhắc đến chuyện này lập tức mách nhấp nhiên chị nhiên chị không biết đâu tên này biết rõ chị bị bắt mà còn bảo tiểu đoàn trưởng lý hạ lệnh tấn công quan trọng nhất chính là anh ta báo cáo láo tình hình tệ này căn bản không quan tâm đến sống chết của chị trời đất chứng giám là chị nhiên nhà cô không quan tâm đến sống chết của mình tôi không còn cách nào khác mới phải phối hợp với cô ấy Người kia trả lời với vẻ mặt vô tội. Anh nói láo, chương 1650.2 thân phận bị bại lộ là Giai Ngọc vẫn muốn tiếp tục tranh luận với anh ta. Nhưng bị Lý Kiêu cắt ngang, cậu không bị thương chứ? Hát Lý Kiêu nhớ lúc nhiếp nhiên bị ép đứng trên cao, đạn đã lao qua bên cạnh cô. Mặc dù binh lính quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến đều vô cùng xuất sắc nhưng dù sao thì đạn cũng không có mắt. Nhiếp nhiên nhướng mày cười, tôi không sao cho xin đi chị còn nói mình không sao chị nhìn vết máu trên tay áo mình đi mà sao tay chị lại lạnh thế này quần áo cũng chưa khô chị nhiên giọng nói lo lắng của hà giai ngọc đã khiến mấy người nghiêm hoài vũ và dương thụ chú ý cái gì bị thương à bị thương ở đâu bị thương có năng không có cần gọi quân y không không phải vết thương cũng lại tái phát đấy chứ một đống câu hỏi quan tâm khiến nhiếp nhiên cảm thấy nhức đầu nhưng kỳ lạ là không biết có phải quen rồi không, cô lại không thấy quá phản cảm. Thật sự không sao, tôi không có vấn đề gì cả. Nhiếp nhiên vỗ hà dai ngọc một cái coi như là an ủi, sau đó đi về phía Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng ngồi máy bay trực thăng tới đây, vừa xuống máy bay đã đứng nghe đám người đội trưởng vụ báo cáo. Nhiếp nhiên cuối người đi qua cái máy bay trực thăng vẫn chưa dừng hẳn rồi hô một tiếng tiểu đoàn trường. Lúc Lý Tông Dũng nhìn thấy cô thì cũng lo lắng, cô sao rồi, có bị thương không? Tôi không sao, nhiếp nhiên hỏi, ngài đã phái người đến kho vũ khí đạn dược chưa? Lý Tông Dũng lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa đi vào, nhưng người của đội trưởng vụ đã khống chế bên đó rồi. Nhiếp nhiên nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt mọi người chưa đi vào là tốt rồi. Lý Tông Dũng ít khi thấy cô căng thẳng thế này thì hỏi, ở trong đó làm sao? Nhiếp nhiên trả lời, có khả năng trong kho vũ khí đạn dược trang bị hệ thống tự nổ, nếu như tấn công có thể sẽ xảy ra chuyện. Lý Tông Dũng không ngờ bên trong kho vũ khí đạn dược lại thiết kế cái đó, vẻ mặt ông sầm lại. Tôi lập tức bảo người bên đó canh giữ cẩn thận. Sau đó thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch bộ quần áo săn di trên người cũng sẫm màu hơn so với người khác. Ông biết ngay quần áo cô chưa khô. Thậm chí có thể còn bị thương nữa, vì vậy lập tức nói, người cô ướt đẫm. Còn có mấy vết thương thế này, đi về trước đi nhiếp nhiên nhìn mấy vết chảy sức mình cố ý tạo ra trên cánh tay để tránh nghi ngờ bèn gật đầu nói được chuyện này đã hoàn toàn kết thúc rồi những chuyện còn lại đã không ở trong phạm vi quản lý của cô nữa đương nhiên là cô chẳng muốn quan tâm cô lập tức đi về phía tổ y tế tạm thời được điều đến lúc cô được một đám người cẩn thận đỡ đi đến tổ y tế đột nhiên nghe thấy trong đám người vang lên một câu cô diệp chương 1651. Cái tát ven thuộc hồ tứ hoàn hồn khỏi sự kinh hãi vừa rồi, thấy đám binh lính kia vây quanh nhiếp nhiên, sự kinh ngạc và không tưởng tượng nổi cuối cùng biến thành cơn phẫn nộ cực lớn. Cô ta lại dám lừa mình. Cô Diệp, nhị thiếu bảo cô ta tới. Tất cả đều là giả. Nhiếp nhiên chỉ thoáng dừng lại, sau đó làm như không nghe thấy mà rời đi. Biểu hiện lạnh nhạt đó hoàn toàn chọc giận hồ tứ. Nhưng trên thực tế, lúc này ngoại trừ giả câm giả điếc ra, nhiếp nhiên không thể làm gì khác. Cô cũng không thể diệt khẩu tất cả đám người này ngay trước mặt mọi người được. Hơn nữa nếu cô mà làm vậy, không phải là thừa nhận mình chính là cô Diệp à. Và lại, hoắc hoành bảo Lý Tông Dũng bắt bọn chúng chắc chắn là có ý nghĩa gì đó, cho nên cô nhất định phải để bọn chúng còn sống. Hồ Tư thấy cô chạy nhanh như vậy. Tiếng mắng chửi càng ngày càng lớn hơn. Mày dám lừa tao, mày sẽ chết không được tử tế đâu. Mày quay chúng tao vòng vòng như bọn ngu, đồ ti tiện. Những binh lính kia không biết cô Diệp nào cả, nhưng thấy hắn gân cổ lên tức giận mắng thì tiến lên bịt miệng hắn lại. Có điều mấy tên anh em lúc này cũng ẩm ý lên. Không sai, mày là đồ ti tiện. Mày dám lừa chúng tao. Uổng công chúng tạo tin tưởng mày đến thế. Tất cả trật tự, những binh lính lạnh giọng bắt đám cấp biển kia nhưng những tên đó cứ nghĩ đến chuyện những anh em của mình và bảo vệ cô Diệp này mà chết nhiều như vậy, cuối cùng thực ra lại bảo vệ một tên gián điệp. Sự cam phẫn ngút trời trong lòng khiến bọn chúng hận đến nỗi muốn nghiền nát răng. Mày làm thế không sợ nhị thiếu. Đoàn. Tên cướp biển kia ngừng nói, sau đó ngã xuống. Những tên cướp biển khác sợ hãi ngậm miệng lại. Tất cả mọi người ở đây nghe thấy tiếng súng kia đều dừng lại. Đồng loạt nhìn về phía người nổ súng nhiếp nhiên cô vẫn duy trì tư thế ngắm bắn một luồng khói đen đang dần dần tan đi ở họng súng thời gian dường như dừng lại ngay lúc này nhiếp nhiên thấy người xung quanh nhìn chằm chằm mình thì suy nghĩ và lý trí mới hồi phục lại xong rồi lúc nãy cô nghe thấy hai chữ nhị thiếu chỉ muốn khiến tên kia im miệng nên đã theo bản năng quay lại bắn hắn một phát kết quả tiêu thật rồi vẻ mặt nhiếp nhiên vẫn lạnh lùng như thế nhưng hà giai ngọc và nghiêm hoài vũ lại há hốc mồm trời đất bắn chết người đã đầu hàng ngay trước mặt mọi người, thế này sẽ bị phạt. Tại sao tự dưng nhiếp nhiên lại làm thế? Còn cô Diệp đó là ai? Trong đầu mọi người hiện ra đủ nghi vấn. Ngoại trừ Lý Kiệu đang nhìn nhiếp nhiên bằng ánh mắt đầy thâm ý và nam binh mặt dày với lão Phùng biết chuyện là vẫn bình tĩnh ra, những người khác đều vô cùng kinh ngạc nhìn nhiếp nhiên. Một giây, hai giây, ba giây sau khi dừng lại 5 sáu giây có một tên trong đám cướp biển tức giận gào lên với các binh lính chúng mày chúng mày giết tù binh chúng tạo đã đầu hàng rồi sao chúng mày có thể giết chúng tao tên kia vừa nói xong mười mấy tên còn lại cũng lập tức đứng lên như ong vỡ tổ định lao vào những binh lính kia để phản kháng mấy binh lính ở bên cạnh liên tục quát đám cướp biển đang ầm ĩ không được nhúc nhích ngồi xuống hết cho tao còn nhúc nhích thì đừng trách chúng tạo không khách khí nhưng sự cảnh cáo của bọn họ đối với đám cướp biển này mà nói không hề có chút tác dụng nào đám người kia thấy binh lính không dám làm gì bọn chúng thì lại càng điên cuồng ngang ngược hơn thậm chí còn muốn nhân lúc rối loạn này để chạy trốn nhưng vừa mới bước ra một bước lại có một tiếng súng nữa vang lên khiến đám cướp biển sợ hãi run lên đứng yên tại chỗ hóa ra là nhiếp nhiên lại bắn lên trời một phát súng Cô không nói một chữ, nhưng đủ để đàn áp đám cướp biển này hơn lời quát mắng của binh lính quân khu 2. Đám người quân khu 2 nhân lúc đám cướp biển kia vẫn đang ngây ra ấn bọn chúng xuống lần nữa. Trong đó chỉ có một tên không phục lúc bị binh lính áp chế vẫn gần cổ lên gào về phía nhiếp nhiên, đồ ti tiện này. Diệp, hắn còn chưa nói xong, lại đoàn. Một tiếng, viên đạn kia bắn thẳng vào bên cạnh chân hắn. Một cái lỗ xuất hiện, bụi đất bay mù mịt tất cả mọi người đều giật mình nhiếp nhiên chĩa khẩu súng kia về phía đầu hắn lạnh lùng nói nếu như mày muốn trở thành người tiếp theo thì tao không ngại đâu tên cướp biển đó nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa vào mình sự ngang ngược vừa rồi hoàn toàn tan biến hết không còn sót lại chút nào nhiếp nhiên thấy cuối cùng hắn cũng yên tĩnh đang định để súng xuống rời đi nhưng lúc cô quay người lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền từ sau lưng tới nói rồi thì thế nào sau ba giây, lại nghe thấy người kia gằn từng chữ, cô, Diệp. Nhiếp nhiên quay phát đầu lại, quét ánh mắt sắc bén qua đó. Cửu miêu bị đè dưới đất mặc dù có vẻ thảm hại. Nhưng cô ta vẫn ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi nói, cô đang sợ cái gì? Chẳng lẽ là thân phận cô Diệp của cô không thể nói ra được à? Nhiếp nhiên khẽ híp mắt lại, trong mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm. Cô Diệp, vào lúc này, một binh lính trong đám người thấp giọng nói. Cái tên này quen quá, đó chính là Lưu Đức ở bên cạnh Nhiếp Thành Thắng. Anh ta cau chặt mày lại, lẩm bẩm hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Cô Diệp, rốt cuộc là đã từng nghe thấy ở đâu? Lưu Đức cau mày tìm kiếm cái tên rất quen thuộc nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Anh ta cúi đầu khổ sở suy nghĩ một lát cuối cùng. À, tôi nhớ ra rồi. Đột nhiên anh ta hô lên, quay sang nói với Nhiếp Thành Thắng, sư đoàn trưởng nữ cướp biển bắt ngài chính là cô Diệp anh ta kêu to khiến tất cả mọi người ở đây nghe thấy rất rõ ràng. Sắc mặt nhiếp thành thắng lập tức sầm xuống, hung ác chừng lưu đức một cái. Dễ thấy là ông ta rất tức giận vì anh ta nói chuyện mất mặt này ra trước mặt mọi người. Nhưng sau đó, thấy dáng vẻ cau chặt mày kinh ngạc của anh ta, nhiếp thành thắng mới hồi tưởng lại. Cô Diệp, cô Diệp bắt ông ta. Không sai không sai, nữ cướp biển cô Diệp đó không chỉ bắt nhiếp thành thắng mà còn đòi chúng ta 300 triệu. Đúng 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 tôi làm chứng. Cô Diệp đó còn bắt các anh em của quân khu 2 chúng tôi đi. Chính tại chúng tôi nghe thấy người đó là cô Diệp. Lúc mọi người đang nhao nhao chứng minh nhân vật cô Diệp thì ngô sướng khó hiểu hỏi. Nhưng sao đám cướp biển này lại gọi nhiếp nhiên là cô Diệp? Tất cả lập tức yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng sóng biển xô vào đá ngầm dưới vách núi. Hóa ra tên thật của cô là nhiếp nhiên cô. Diệp, có vẻ cửu miêu cảm thấy vẫn chưa đủ nên chỉ thẳng nhiếp nhiên cửu miêu thấy sự lạnh lùng dâng lên trong đáy mắt nhiếp nhiên nhưng không hề có chút sợ hãi nào. Thế nhưng câu nói của cô ta lại giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu sôi, khiến mọi thứ nổ tung. Rốt cuộc là thế nào vậy? Sao cô Diệp lại là nhiếp nhiên được? Cô ấy không phải là binh lính của đơn vị dự bị à? Ngay cả đám người nghiêm hoài vũ cũng ngây ra. Chuyện gì thế này? Tại sao tự nhiên nhiếp nhiên lại biến thành cô Diệp? Cô Diệp đó không phải là thủ lĩnh của đám cướp biển à? lúc tất cả mọi người đang xôn xao bàn tán, nhiếp thành thắng đột nhiên bước nhanh về phía nhiếp nhiên. Nhiếp nhiên thản nhiên nhìn ông ta u ám đi tới. Mọi người còn chưa kịp hỏi ông ta muốn làm gì thì ông ta đã giơ tay lên tắt mạnh vào mặt nhiếp nhiên một cái. Chát, cái tắt này mạnh đến nỗi làm mặt nhiếp nhiên lệnh sang một bên. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Chương 1652 Kinh ngạc, cô là gián điệp, đám người nghiêm hoài vũ lập tức tiến lên che chắn cho cô. Ông làm gì thế hả? Nghiêm hoài vũ trừng mắt nhìn nhiếp thành thắng. Hà Giai Ngọc cũng tức giận chất vấn. Tại sao ông lại đánh chị Nhiên? Đây là binh lính của đơn vị dự bị, cho dù ông là sự đoàn trưởng thì cũng không thể đánh người được. Kiều Duy lạnh giọng nhắc nhở một câu. Những binh lính của lớp 6 đều chắn trước mặt nhiếp nhiên. Diệp Tuệ Văn và Thi sảnh vội vàng đi tới bên cạnh nhiếp nhiên hỏi han sao rồi cô có sao không trời đất nhiếp nhiên khóe miệng cô chảy máu rồi tiếng hô này của cô ta khiến tất cả mọi người đều nhìn qua phương lượng và uông tự minh cũng chạy tới căng thẳng hỏi sao rồi có cần gọi quân y tới khám không đúng 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 gọi quân y tôi đi gọi quân y hà giai ngọc được phương lượng nhắc nhở mới vội vàng quay lại gọi tổ y tế Lúc này Lý Kiêu cũng đi tới, giọng nói hiếm khi lo lắng thế này, bây giờ cậu có nghe thấy tôi nói chuyện không? Cô rất sợ cái tát vừa rồi của nhiếp thành thắng khiến nhiếp nhiên bị điếc. Bởi thực sự rất mạnh, cô đứng ở bên cạnh cũng cảm nhận được luồng gió mạnh từ cái tát đó. Nhiếp nhiên xua tay với ti sành, khóe miệng vẫn mang ý cười, sau đó nói với Lý Kiêu, đâu chỉ nghe thấy, tôi còn nghe ra cậu đang lo lắng cho tôi giọng điệu trêu chọc cộng thêm dấu năm ngón tay sưng đỏ hiện lên trên mặt cô làm mọi người cau mày lại uông tư minh không đành lòng nhìn bộ dạng này của cô quay sang nói với nhiếp thành thắng chú nhiếp chú cậu im miệng cho tôi ánh mắt nhiếp thành thắng hung ác sắc mặt u ám đến nỗi có thể vắt ra nước uông tư minh ngẩn ra nhiếp nhiên cười khẽ một tiếng tách mấy người nghiêm hoài vũ và dương thụ trước mặt ra nhiếp nhiên tiểu nhiên từ Bọn họ muốn kéo cô lại, nhưng nhiếp nhiên lại giơ tay đẩy nhẹ tay họ. Nở nụ cười an ủi. Đám người kia thấy cô kiên trì như vậy thì không tiện nói gì, nhưng ai cũng nhìn chằm chằm vào tay nhiếp thành thắng, sợ ông ta sẽ lại giơ tay lên cho nhiếp nhiên một cái tắt nữa. Nhiếp nhiên đứng ở trước mặt nhiếp thành thắng, trên khóe miệng vẫn mang theo ý cười, không sao, nếu như ngài đánh mà có thể hết giận, thế thì tôi cũng nguyện ý dâng nửa gương mặt này lên. Chị nhiên, nhiếp nhiên ngay cả nam binh mặt dày đứng ở bên cạnh lão phùng cũng thu lại vẻ cợt nhà hiếm khi nghiêm túc nhìn cô chăm chăm. cô diệp, nhiếp thành thăng nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ hỏi ngược lại. nhiếp nhiên đáp không hề do dự đúng. ha ha, nhiếp thành thắng lộ ra một nụ cười lạnh lùng u ám sau đó giơ tay lên định tát lên nửa gương mặt còn lại của cô. vừa rồi lý tông dũng ở trong khoang máy bay dặn dò công việc qua máy liên lạc lúc này đi từ trên máy bay trực thăng xuống vừa vặn thấy cảnh kia mặt ông lập tức biến sắc chạy tới kịp thời bắt lấy cánh tay đang hạ xuống của nhiếp thành thắng. Các binh lính ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì thế này, tại sao anh lại đánh cô ấy? Lý Tông Dũng nghiêm nghị hỏi, ai cho anh đánh cô ấy? Ai cho anh cái tư cách này? Nhiếp thành thắng đã tức giận tới cực điểm, chẳng lẽ tôi không có tư cách đánh à? Ở đây làm gì có ai có tư cách hơn tôi? Tôi là ba nó, hai chữ cuối cùng vô cùng vang dội, chấn động tất cả mọi người. Trời đất tôi nghe thấy cái gì thế này? Má ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiếp nhiên và sư đoàn trưởng là. Nhiếp nhiên, sư đoàn trưởng nhiếp. Hình như hai cái họ này giống nhau thật. Lý Tông Dũng hắt tay nhiếp thành. Tháng ra uy nghiêm nói, trong quân đội trừ cấp trên cấp dưới ra thì không có quan hệ gì khác. Cho dù cô ấy là con gái anh, cũng mời anh về nhà hãy đánh, ở quân đội cô ấy là lính của tôi. Còn anh, không có tư cách đánh binh lính của tôi có lý tông dũng bảo vệ lửa giận trong lòng nhiếp thành thắng càng bùng cháy mạnh hơn mắt ông ta lóe lên ánh lửa nhiếp nhiên mày mày giỏi lắm mày biết rõ là tạo nhưng vẫn bắt tạo hơn nữa còn hành hạ tao mày đúng là con gái tốt của tao vào giờ phút này chuyện nhiếp thành thắng quan tâm nhất không phải là tại sao cô trở thành cướp biển mà là cô là con gái của mình mà lại bắt mình ngay trước mặt nhiều người như vậy không chỉ thế, thậm chí cô còn hành hạ mình, bắt mình đi chân trần trên đá răm, cuối cùng khiến mình nằm ở trong bệnh viện lâu đến thế. Đúng vậy, nữ cướp biển đó bắt sư đoàn trưởng nhiếp thật suýt nữa còn khiến ngài ấy bị bệnh nguy kịch. Được nhiếp thành thắng nhắc nhở, người quân khu hai nhau nhau lên tiếng. Đúng, sau đó sư đoàn trưởng nhiếp còn nằm ở bệnh viện rất lâu. Lúc này, đội trưởng lưu của đội thủy quân lục chiến cũng hồi tưởng lại. Nhưng sao nữ cướp biển đó lại là nhiếp nhiên? sốc quá đi mất hoàn toàn không hiểu thế nào nữa đầu tiên là nhiếp nhiên là cô diệp sau đó sư đoàn trưởng tát nhiếp nhiên một cái cuối cùng là quan hệ cha con giữa sư đoàn trưởng nhiếp và nhiếp nhiên đây rốt cuộc là cái mớ bòng bong gì thế các binh lính mụ mị đầu óc im lặng đợi diễn biến tiếp theo lúc bọn họ cảm thấy chắc không còn chuyện gì khiến bọn họ kinh ngạc hơn quan hệ cha con giữa sư đoàn trưởng nhiếp và nhiếp nhiên thì lại nghe được một tin tức càng kinh thiên động địa hơn nhiếp nhiên là người tôi phải đi làm gián điệp anh có ý kiến gì thì cứ nhắm vào tôi đừng có chỉ trích cô ấy cái gì bọn họ không nghe nhầm chứ gián điệp gián điệp nhiếp nhiên thế mà lại là gián điệp chẳng trách cô gái này hiểu rõ địa hình ở nơi này đến thế đội trưởng lưu bừng tỉnh anh ta đã nói mà sao lý tông dũng có thể coi nhiếp nhiên là con át chủ bài duy nhất được hóa ra cô đã từng nằm vùng ở chỗ này thế thì đúng là cô quan trọng hơn bất cứ ai thật đội trưởng vu nghe thấy thế cũng khẽ cao mày lại lúc tất cả mọi người ở đây vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi sự kinh ngạc này lại nghe thấy lý tông dũng tiếp tục nói khi đó cô ấy vì hoàn thành nhiệm vụ cho tôi mà thập từ nhất sinh được cứu từ dòng chảy ngầm ra cô ấy hôn mê hơn nửa tháng mới tỉnh dậy lúc biết anh muốn tìm cô ấy vì không muốn khiến anh lo lắng cô ấy đã cưỡng ép tiêm thuốc cho mình dỡ bỏ thạch cao trốn khỏi bệnh viện tất cả chỉ vì để cho anh nhìn một cái để cho anh yên tâm cô ấy làm nhiệm vụ này, anh tưởng là lúc bắt anh, cô ấy không phân vân, không đau lòng mà. Anh là ba ruột của cô ấy, nhưng thế thì đã sao, tình cảnh của cô ấy còn khó khăn hơn cả anh. Tôi và đám người này. Khi đó người quân khu 2 và đội thủy quân lục chiến đều đang tấn công hòn đảo này, cô ấy gánh mối nguy hiểm bị chiến hữu sát hại, bị đám cướp biển này phát hiện ra để làm nhiệm vụ. Mọi người nghe thấy thế, vốn từ kinh ngạc dần dần chuyển thành chua sót trong lòng đúng thế việc nằm vùng không hề dễ dàng lúc ấy bọn họ coi tất cả mọi người trên đảo là mục tiêu bắn chết mà nhiếp nhiên chính là một trong số đó rõ ràng cô là chiến hữu của bọn họ nhưng lại không thể nói một câu chỉ có thể im lặng chịu đựng thậm chí khi nhiệm vụ kết thúc mọi hành động của cô cũng không thể để ai biết chỉ vì cô là gián điệp nhiệm vụ nằm vùng luôn phải giữ bí mật có lúc nhiệm vụ chưa kết thúc thì dù có chết cũng không thể để lộ ra thân phận thật cô ấy không có gì có lỗi với anh cả nếu như lúc ấy thật sự là cướp biển bắt anh chỉ sợ anh đã bị đám cướp biển kia chém đầu treo ở trên đảo rồi lý tông dũng nghiêm nghị nói với nhiếp thành thắng đúng thế nghe thấy lý tông dũng nói xong tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cái tắt này của nhiếp thành thắng thật sự rất quá đáng nếu như không có nhiếp nhiên lo liệu ở bên trong có lẽ nhiếp thành thắng đã sớm bị đám cướp biển mất trí kia chém rồi đâu còn cơ hội đứng ở đây mà đánh người nữa 1653. Phải trả phần ân tình này thế nào? Nhưng ở đây chỉ có một mình nhiếp nhiên biết Lý Tông Dũng đang chém gió. Mặc dù khi cô rơi vào dòng nước ngầm thập tử nhất sinh thật. Nhưng Lý Tông Dũng đã phái người quân khu chín đợi ở phía dưới, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Còn chuyện vừa tỉnh lại đã chạy về đơn vị, trên thực tế là do cô không muốn nhiệm vụ bị bại lộ tránh liên lụy đến hoác hoành thôi, đâu có nghĩ đến nhiếp thành thắng tất cả những chuyện này đều là sự thật nhưng qua lời nói của lý tông dũng thì cô đã biến thành người vì một nhiệm vụ năm vùng mà không tiếc dâng hiến sinh mạng lại còn là một đứa con hiếu thuận vì để cho phụ huynh yên tâm mà giấu giếm sự vất vả có một giây nhiếp nhiên nghi ngờ rốt cuộc người lý tông dũng nói có phải là mình không vậy là nhiếp nhiên cứ mang gương mặt sưng vù đứng im ở trước mặt nhiếp thành thắng vẻ mặt rừng dưng không lộ ra bất cứ chút oan ức và đau lòng nào như thế nhưng chính biểu hiện này của cô lại khiến mọi người cảm thấy vô cùng xót xa. Lần này cuối cùng cô ấy cũng mở may mở mặt rồi. Nam Binh đứng ở bên cạnh Lão Phùng thấy tình thế xoay chuyển thì khẽ cười. Thế nhưng trong tiếng cười lại mang theo chút cảm khái. Thật ra anh ta là một binh lính của quân khu 9 nên cũng không ít lần tập kích mai phục hay làm những nhiệm vụ không thể tiết lộ này nên đã sớm quen rồi. Những gì nhiếp nhiên phải chịu đựng, bọn họ cũng đều từng trải qua song lúc này anh ta vẫn hơi đau lòng cho nhiếp nhiên. Tất nhiên không phải vì nhiếp nhiên là nữ binh mà vì cô chính là một hình ảnh thu nhỏ của đám người bọn họ. Đi trong vùng màu xám giữa hai bờ đen trắng, không thể để ai phát hiện ra, không có ai hiểu, thậm chí đến lúc chết người khác cũng không biết rốt cuộc ý nghĩa tồn tại của người này là gì. Giống như bị cả thế giới vứt bỏ, anh ta vẫn dán mắt lên lên người nhiếp nhiên, nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa cho đến khi lão Phùng ở bên cạnh ử một tiếng, tiếng đáp lạnh nhạt đó mới kéo anh ta ra khỏi đống suy nghĩ. Lúc anh ta đang định oán trách lão Phùng thì binh lính quân khu hai cách đó không xa lại nảy sinh ra chấn động không nhỏ. Nếu như cô Diệp thật sự là nhiếp nhiên, thế thì người hồi đó cứu chúng ta ra khỏi đầm lầy, không phải chính là nhiếp nhiên à? Binh lính quân khu 2 đã từng được nhiếp nhiên cứu đột nhiên lên tiếng. Những binh lính ở bên cạnh cũng lập tức nhao nhao phản ứng lại. Đúng thế lúc ấy tôi còn thấy khó hiểu sao cướp biển lại cứu chúng ta hóa là bởi vì thế này còn nữa không phải sau đó chúng ta cũng được cướp biển thả đi sao đúng vậy đúng vậy người quân khu hai bắt đầu không ngừng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra trên đảo khi đó những tình tiết bị chôn vùi quá lâu gần như bị người ta quên lãng theo hồi tưởng của mỗi người mà dẫn đến cơn chấn động cực lớn người vốn đã biết và người hoàn toàn không biết vào lúc này đều biết hết nhiếp nhiên nữ binh đã từng làm kẻ địch của bọn họ ở chỗ này lại dùng sức một mình mình dùng cách im lặng nhất để cứu bọn họ nếu như không có cô gánh nguy hiểm bị bại lộ tới cứu bọn họ trong đám người này ít nhất có một nửa đã chết ở trong đầm lầy hoặc là trong tay cướp biển nếu như không có cách tắt hôm nay của nhiếp thành thắng có lẽ cả đời này bọn họ cũng sẽ không biết rằng họ tồn tại đến bây giờ đều là vì con nữ binh này nếu như quá nhiều nếu như những chuyện bọn họ đã biết và những chuyện nhiếp nhiên yên lặng làm vì bọn họ mà bọn họ không biết khiến trong lòng bọn họ dấy lên từng con sóng lớn. Còn nhiếp thành thắng, ông ta không ngờ mình chỉ bị sốc vì nữ cướp biển đó là con gái mình nên nhất thời mới tát cô một cái cho hả giận mà lại dẫn tới phản ứng lớn thế này. Thế mà nó lại là một gián điệp. Hơn nữa còn không phải là một tên cướp biển nhỏ bé bình thường mà là người dẫn đầu đám cướp biển đó. Đến ông ta cũng chưa chắc đã có năng lực như thế nhiếp nhiên hoàn thành nhiệm vụ lần này tốt như vậy, nhất định sẽ ghi vào trong hồ sơ, thế thì con đường tiền đồ của nó sẽ vô cùng rộng rãi. Vậy mà ông ta lại đánh cô vào lúc này. Xong rồi xong rồi, sau khi vào quân đội tính cách đứa con gái này của ông ta đã không còn yếu đuối như trước kia nữa. Còn nhớ hồi đó ông ta tát cô một cái ở quân khu 2. Lúc cô rời đi còn không buồn liếc ông ta lấy một lần. Bây giờ ông ta đánh cô ở trước mặt mọi người, chỉ sợ lúc ông ta đang suy nghĩ xem nên thu dọn tàn cuộc thế nào thì nghe thấy thi sảnh hô khẽ một tiếng hà giai ngọc mọi người lập tức quay sang nhìn hà giai ngọc hà giai ngọc được thi sảnh đỡ lấy sắc mặt hơi tái đáy mắt còn đỏ lên nhiếp nhiên nhướng mày lên hình như cô ta không bị thương nhỉ sao đột nhiên lại biến thành thế này nhiếp nhiên và cô ta nhìn nhau sau đó cô ta đi từng bước qua đây giọng nói thoáng nghẹn ngào nếu như chị là nữ cướp biển đó vậy thì người cứu em khi đó là cô ấy, Lý Kiêu nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, nói rất chắc chắn, là cô ấy vì cứu cậu mà bị bắn rơi xuống dòng chảy ngầm. Nhiếp Nhiên chuyển tầm mắt lên người Lý Kiêu rồi khẽ cười. Trong hành động nằm vùng này của cô, thật ra người đầu tiên phát hiện ra cô có vấn đề chính là Lý Kiêu. Nhưng mấy lần Lý Kiêu đều bị mình lừa gạt. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã phơi bày rồi, mặc dù cô ấy hiểu, nhưng bị mình trêu chọc mấy lần như thế, chỉ sợ là bây giờ rất buồn bực. Lý Kiêu thấy trên khóe miệng cô có máu, lại còn cười với mình, trong đôi mắt trong veo lập tức lóe lên tia sáng, sau đó biến mất. Tức là chị Nhiên đã cứu em tổng cộng hai lần, mũi hà dai ngọc hơi đỏ, mắt cũng ngấn nước. Chuyện đến nước này rồi, nhiếp nhiên không cần phải che giấu nữa, cô gật đầu. Khả dai ngọc bật khóc, có phải chị bị ngốc không hả chị nhiên? Chị, sao chị phải cứu em, chị có biết chỗ đó là dòng chảy ngầm, sẽ chết không? Chị bị ngốc à, Lúc ấy cô ta nghĩ đến việc nữ cướp biển kia vì cứu mình mà chết đã khó chịu trong lòng rồi. Càng đừng nói là bây giờ nữ cướp biển đó chính là chị Nhiên. Cô ta nhớ đến chuyện hồi đó mình chính mắt nhìn thấy cô bị đạn bắn trúng sau đó rơi từ trên vách núi xuống, lại cả chuyện cô rơi thẳng xuống nước vì cứu cô ta khi huấn luyện. Hai cảnh tượng đó đan xen vào nhau khiến tâm trạng cô ta lập tức sụp đổ, lớn tiếng khóc lên vào giờ phút này cô ta mới hiểu hóa ra tay chị nhiên bị dạn xương lần hai cũng là vì mình nhiếp nhiên há hốc mồm cô chưa bao giờ thấy hà giai ngọc khóc đau lòng thế này hồi đó lúc bị người đánh thành đầu heo cô ta cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nhưng bây giờ cô ta lại khóc như mưa cô khóc đau lòng như vậy ai không biết còn tưởng là tôi chết rồi đấy nhiếp nhiên không biết an ủi người khác chỉ muốn xoa dịu cô ta Kết quả lại khiến cô ta hét lên, "Chị nói linh tinh cái gì thế hả? Em không cho phép chị nói bậy." Hà Giai Ngọc là fan não tàn của Nhiếp Nhiên lại tức giận quát Nhiếp Nhiên khiến mấy người ở đây đều ngẩn ra. Bọn họ cũng biết lần này Hà Giai Ngọc lo thật cũng sợ thật. "Chị nói xem có phải chị bị điên rồi không?" Hà Giai Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem gào lên với Nhiếp Nhiên một câu, sau đó bưng mặt ngồi sụp xuống đất khóc đến nghẹn ngào em nợ chị nhiều thế này chị bảo em phải trả thế nào chị liên tục cứu em thậm chí vì thế mà ngay cả tư cách sát hạch mùa hè cũng bị hủy bỏ tiền đồ của chị em phải trả thế nào rõ ràng chị có thể vào những đơn vị xuất sắc nhất bây giờ vì em mà bị hủy hết hủy hết rồi còn cả tay chị nữa tay chị bị dạn xương lần hai cũng là vì em nếu như để lại mầm bệnh thì phải làm sao tiền đồ của chị tay của chị chị không nên biến thành như vậy là tại em tất cả đều là tại em những lời nói của cô ta khiến một số nữ binh đội 6 phải quay đầu đi, mắt cay cay. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy nhiếp nhiên vì cứu người mà mất đi tư cách của lần sát hạch này thế nào? Đó là lần sát hạch quan trọng nhất trong đời.